Lúc còn đương thờ kẻ bưng người bợ, lúc hết thờ kẻ ghét người khinh. Có không? Đương thờ có danh nghe, đến tìm mình nghe, à, anh, chị, anh là số 1 nha. Con chuột chạy ngang, nó nói chuột kìa, mình có danh lúc đó mình nói mèo. Nó nói à, em mờ mắt mèo. Nó bước đi ra ngoài, nó nói dùng cái thứ thần khùng, chuột mà tôi nói mèo. Tại vì mày có danh nên tao nói theo mèo. Thấy chưa? Trời ơi, quý vị thấy chưa? Mà khi mình vừa hết danh là nó mất tiêu. Thấy điện thoại mình điện hiện cái tên Hồ Văn Hiền, cúp. Xong mình gọi nữa không bắt máy, gọi tiếp tục nữa phá máy luôn. Còn cái lúc mình đang đương thờ có danh có tiền, khỏi cần gọi, mở máy ra là có người gọi à. Ghê chưa? Hư tình giả ý lắm nghe. Đó, tu đi. Bây giờ biết tu rồi, thấy không? Gặp nhau mỗi tuần thấy vui chưa? Nói thiệt chứ, tôi nói thiệt chứ, mình mà biết tu rồi nghe, mình chung thủy với nhau lắm. Mình không có hư tình giả ý đâu. Dù cho bây giờ mình mặt mình xấu, bây giờ mình cũng đến với nhau được. Chứ không phải nói đẹp mới đến, có tiền mới đến, có danh mới đến, không có. Đi xe đạp cũng được, xe hơi cũng được, xe lửa cũng được, máy bay cũng được, nhảy dù xuống chùa vớt luôn. Từ nào đó cái tâm nó nhiệt tình. Tại vì sao? Mình biết cái cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi, được cái gì trong cuộc đời này mà đi cầu cạnh, đi lựa người giàu chứ. Miễn sao mà đến nhau có duyên là vui rồi, mừng rồi. Nó hòa thượng ngồi sao, nó mày nói nhỏ nhỏ đức. Nó hòa thượng ơi, con nói nhỏ nhỏ nó buồn ngủ. Ngủ buổi giờ, cái giờ này nghe pháp không có đơn giản. Bởi vì lâu lâu mà hét một cái tự nhiên hả? Bởi vì pha vô cho mấy bà cừ nữa. Ý ta quý vị nhớ bà hởm mà ngồi đây niệm địa chung, những đức nói đúng là câu vật hiệu nó không đơn giản, nặng căng dữ lắm. Ngồi nghe tiếng máy tỉnh veo vậy đó, mà khi mà niệm địa chung 20 phút, mới có 10 phút rồi mấy bà ngồi với bà làm nè, mình thì niệm cho muốn thấy mồ luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, bà với niệm kỳ cục là chết luôn. Rồi xong mắt làm vậy nè, mình trên đây mình nói không, mấy bà sao ngủ gục dữ cái trời, cách nào mà cho mấy bà này dưới bà hết ngủ. Cuối cùng mình ngồi trên đây mình nhìn xuống, mình niệm thì bà dưới bà ngủ, mà mình ngủ thì bà lại niệm. Tao thấy sao kỳ cục lạ kỳ. Cuối cùng mình ngồi dưới đây mình làm vậy nè, mình thì mỏ nhọn sẵn. Bà nào bà nấy dưới mắc cười quá chết, mắc cười xong bà tỉnh beo bà không ngủ nữa. Thì không ngủ thì bà bắt đầu là Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, thì niệm được. Còn lúc mà mình niệm nghe Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thì mấy bà dưới làm nè, kỳ cục chúng sanh nó lạ gì đâu, đúng không? Mình ở đây mình thấy gì mình thôi, mình làm bộ buồn ngủ, mình ngủ mất rồi đi. Để làm chi? Để cho mấy bà thấy ngủ nó xấu quá. Để cho mấy bà thấy mấy bà dưới ngủ là nó kỳ cục dữ lắm. Ngủ mình cho đây mình là bộ ngủ gục mình làm nè, mỏ nhọn sẵn. Chậu bà đầu nấy dưới cười hết buồn ngủ luôn. Bà niệm tá lả à Minh, tự nhiên cái tần số mà vui nó tăng lên, tự nhiên tần số ngủ nó mắc. Hay chưa? Bởi vì những đức nói vị nghe chứ không phải là niệm Phật hoài mà vui chưa chắc đó. Tại vì mình không có nạp vô được. Không có nạp vô được thì nó phải khéo léo điều tiết, khéo léo điều tiết. Như hôm qua những đức giảng có công đoạn mắc cười lắm. Khi mà đọc sách của Ấn Tổ, cái công đoạn mà ngài dạy mà vô trong đạo tràng đông người gì mà xì hơi là có tội. Mình hồi xưa mới nghe mình cũng sợ tội dữ lắm nha. Mình vô mình ngồi mình niệm Phật đi chung. Mà cái bữa đó, cái
Bữa đó mình ăn mắm guốc. Vợ chồng đang mắm guốc, ăn đó không tiêu, mà mình chơi dưa leo với cà chua vô. Chấm cho mắm guốc. Đang sau đó không tiêu, mình chơi thêm một dĩa, một dĩa gì, một một cái chén mà chè bắp nữa. Trời, chơi chè bắp vô. chè bắp nè, rồi mắm guốc nè, rồi dưa leo nè, cà chua nè, ba bốn thứ trộn vô. Mình ăn xong bụng mình nên nê lên chết tiệt. Mình leo thì mình đọc lời ấn tổ, mình sợ quá, sợ lên mà cái kiểu mà nó đã bụng đau, mà sắp sửa xì hơi, mình tức, mình nói mình xì hơi bị bạ tội chết, đọa địa ngục đó con. Nhưng bụng mình sợ quá trời sợ, cuối cùng mình gác, mình lên mình đâu có dám niệm, tại vì mình niệm thì mình kiểu mà nó môi ra là Phật để dưới nó xèo xèo xèo, tôi biết mình la, mình đâu có niệm, mình cố gắng mình ngồi mình gồng mình làm nè, cái mặt nó ghê mà không có niệm luôn quý vị, gồng chịu được không à, chịu không à. Chịu được đâu, 10 phút. Đến lúc nó phát ta. Nó chơi cái bùm. Trời, xong như Đức, tôi xong cái thời đó, như Đức về, như Đức ngồi suy nghĩ nghe. Mình gặp chuyện gì mình cũng phải về suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ, mình nói, à, chắc là ấn tổ ngày răn dạy đừng tùy tiện, răn dạy đừng tùy tiện. Thêm cái nữa là cái thời ấn tổ á, là cái thời đó người ta còn nghèo quá, nên tu mà chắc không có gì ăn ngon như bây giờ, ăn rau dại đồ không thì nó đâu có bị chọt bụng mà địch, hiểu chưa? Thì ấn tổ ngày răn dạy luôn, căn cơ người ta cao quá thì làm được đúng không? Nhưng mà bây giờ chắc mà từ thời ấn tổ tới bây giờ là căn cơ mình thấy thấp xuống à. Hiểu không? Thấp xuống. Mình là gán lắm. Mà mình nói gán mà nó không niệm Phật. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chơi cái bùm. À, mà thêm nữa cái môn lễ Phật chùa mình là chuyên gia là mình xá xuống. Mình đưa cái mông ra phía sau. Mà cái kiểu mà mình mà ép nó quá đó nghe. Mình xá xuống nó ép cái bụng lại đó. Cái bà kia mới vừa xá mới đưa cái mặt ngay cái mông mình dứt một cái là bà chạy luôn. Hiểu không? Nên từ đó như Đức nói, à thôi cái căn tính bây giờ kém với ngày xưa. Nên lỡ mình vô chánh điện á, mà lỡ mà nó gặp trường hợp đó, chắc là mình cho nó ra vừa vừa chắc cũng không sao. Chứ bây giờ mình căn cơ mình là không được như ngày người xưa đó. Người xưa là người ta có thể ém là được luôn nghe. Mình bây giờ nén không được nghe quý vị. Thử luôn rồi không được. Không có bản lãnh đó, ghê thiệt chứ. Mà sợ nén một chút rồi nó chạy ra một quần nữa mà chết nữa. Hiểu chưa? Không, cái chuyện này nguy hiểm. Bởi vì mình nói nghe, đọc sách tổ sư phải biết căn tính mình. Nên Nhân Đức từng kết luận một câu á, là đọc sách người xưa xem căn tính mình. Thấy không? Bởi vì hướng dẫn người ta phải làm sao cho người ta làm được. Nhưng đừng có tùy tiện thôi. Trước khi mình đi tu, mình đi vệ sinh, mình mắc đi cầu, mình đi trước hết đi. Mà mình vô đó mà nó còn vậy nữa thì mình cố gắng mình cho nó ra từ từ. Còn bà nào ngửi được thì ngửi, chứ sao bây giờ. Còn hơn là mình nén bậy bạ nó không được nghe. Nó giống như ở dưới kia, lúc trước nhà Đức khuyên mấy bà cụ ở chùa, tu là phải ghen, lên trên chánh điện đau bụng nhưng không đi ra, ở đó tu. Thì cả chúng nghe mà nói hừng hực mới sung lên. Đau bụng không đi ra. Ở đó tu cho hết thờ, tin Phật. Cậu là trời tin Phật là niệm Phật. Chứ đâu phải đau bụng mà không đi. Chả. Cuối cùng bà ngồi đó bà cố gắng bà lễ rồi một chút cho hết thờ. Cuối cùng bà để một cái bẹt. Nó đầy cho chết điệu cái chứ. Từ ở trên mà nó chảy xuống dưới tùm lum. Nó dọn nguyên một cái vàng người xung quanh ra. Rồi nó mới lao dọn cho bà. Nó còn kinh khủng hơn thà bà đi nữa. Nhưng Đức nó không được, cái cách này phải dạy lại. Tại vì mình nói dữ quá mấy bà già, bà cố gắng. Bà cố gắng quý vị.
Trời ơi vậy mà bà quất một bãi ở trên chánh điện luôn. Rồi cuối cùng bà đi ra nó gớt tùm lum, nó còn tác hại ác đạn hơn nữa, cả chùa ngữ muốn hằng chết. Quý vị thấy chưa? Thấy không quý vị? Nên mình phải nhìn ra cái việc này rồi mình điều chỉnh lại. Lỡ mình mà mắc đau bụng quá thôi, mình chạy im im, mình chạy ngoài mình đi cái đi, rồi mình vô mình tu nữa. Mình trên đường đi đó mình có ai với đạo Phật hay Phật thầm thầm vậy cũng là tu ơi. Nhưng mà đi xong mình vô nó nhẹ cái bụng, tu được lúc nào nó chắc lúc nét. Còn cái này mà ghét quý vị. Mà lúc đó niệm Phật toàn là niệm ngay cái mông không mà nghe. Gán là niệm ngay cái mông không à, không có niệm Phật đâu. Niệm mà cứ là vừa Nam Mô cái môn lễ của mình là cái chữ Nam Mô là giống như nó gặn quý vị. Nam Mô, thấy chưa? Ồ, nó kinh khủng lắm. Bởi vì những đức khuyên quý vị là mình, cái căn tính mình nó kém dữ lắm quý vị ơi. Tịnh độ này mà bỏ thì còn pháp nào độ bạn, thấy chưa? Nó từ lời Ấn Tổ nói thôi mà đã là khó áp dụng rồi đó, thấy chưa? Nó bây giờ tới những đức là chế biến nhẹ lại một chút nữa được liền. Thôi bây giờ quý vị ơi, mình tệ dữ lắm quý vị. Tệ hơn vợ đậu, đừng có nói gì nói cao siêu gì mất công, hiểu không? Bây giờ đơn giản nhất đi, tu được chút vẫn đỡ hơn không tu. Tu được chút đỡ hơn không tu. Mấy ngày nay như đức giảng, đức nói đó, quý vị nhớ những đức hướng dẫn quý vị tu, quý vị hãy mở rộng ra nhiều người hướng dẫn nghe. Những đức hướng dẫn quý vị chuyên niệm Phật, quý vị hãy nắm ngay chỗ những đức đã từng chuyên niệm Phật được thành công, cứ như vậy mà nắm. Sau này khi những đức bị thất bại một cái gì mà đổi phương hướng, đừng học theo. Hãy nhìn chỗ những đức đã từng thành công. Như ngày xưa những đức đã nhìn được cái người đó thành công, mà những đức học là lấy cái thành công. Sau này người đó có chuyện xảy ra, những đức không học từ khi người đó xảy ra. Ghê không? Duy trì luôn á. Hồi có một cái cô mà cổ trên trên mạng mà cô chia sẻ Phật pháp mà bên nước ngoài á. Ôi bà cũng nổi tiếng lắm nha, cư sĩ bà cũng nổi lắm á, nhiều bà cũng theo bà rồi tu học đồ dữ lắm á quý vị. Vậy mà bà tu một thời gian, đầu tiên bà hướng dẫn niệm Phật quý vị, từ từ bà đưa vô đủ phương pháp chứ. Bây giờ bà chơi vô dưỡng sinh gì tá lả âm binh tùm lum, thấy chưa? Thì từ nơi đó mình thấy rằng đó, con người chúng ta rất dễ bị cái bệnh là đi theo, lỡ theo rồi người ta làm gì phải làm theo nấy. Vậy con người mình phải có chánh kiến nhận thức chứ, thấy không? Mình phải có góc độ cho sâu, tu mình phải mở mang cặp mắt trí tuệ ra chứ. Tại sao mà mình mê hoặc điên đảo kỳ cục cái chợ? Tại vì những đứa cũng phàm tăng, mà nhiều người chúng ta cũng là điều phàm phu, chứ đâu phải là người chứng quả đâu mà mình tin 100% được. Mình chỉ tin cái pháp tu mà lúc họ hướng dẫn mình tu được, duy trì đi. Những đức nói với vị nghe, niệm Phật lễ Phật là được rồi, cứ gì mà tu. Cứ gì mà tu đi, được rồi đó. Có cô kia có nói, thầy ơi thầy, thầy biết không, con lúc trước con đi tùm lum chỗ, thầy ơi con qua đạo tràng Tịnh Tông con tu tá lá âm binh con đi chứ, con đi gì giết con thấy sao, bây giờ con biết tu cái gì nữa thầy ơi. Vậy mà từ khi mà con gặp niệm Phật lễ Phật ở chùa mình con tu được rồi, từ đó về sau con mới nắm chắc một phương pháp này. Đợt đó mà chú Tứ mà ở miền ngoài cũng vô chùa cũng vậy luôn, chú đó cũng giỏi lắm, tu trước những đức giỏi lắm, không giỡn đâu. Chú nó là đi tá lả bên như Phước Tịnh vậy, nó quá trời biết nhiều luôn. Cuối cùng dừng chân lại được là ngay chỗ nào, phương pháp tu của chùa mình đó. Nên quý vị thấy rằng cái phương pháp này nó hay lắm nghe quý vị, hay lắm không giỡn đâu. Nè, có cái chú này ông lại ông gặp những đức, mà ông là dạng thâm niên cư sĩ, nhưng ông thâm niên. Ông gặp như đứa cũng nhắc mình câu cũng hay ghê. Ông nói, thầy á, tuy bây giờ thầy tu vậy đó, rồi cách này mấy năm mà chứ ông gặp như đứa nói, thầy tu vậy đó, nhưng mà sau này là thầy sẽ biết. Như đứa nó biết cái gì? Thầy dính hết, thầy dính tá lả hết, cái gì thì cũng dính. Dính tiền, dính danh, dính sắc, dính đủ hết. Những đứa nó khỏi cần tới ngày đó. Bây giờ tôi cũng dính hết rồi. Quý vị biết rằng cái câu nhắc đó nó hay lắm đó quý vị. Nhắc mình rất là hay. Nên từ nơi đó con người tu khi mà có tiếng tâm lên là có chuyện đến với mình. Tâm trạng mình sẽ thay đổi hoàn toàn hết.
nó sẽ kiêu ngạo ngã mạn ta đây, đủ chuyện nó nổi lên, không có giỡn đâu nghe quý vị. Nên mình là người tu hành, tu lâu, nhưng mà cái tính của người mình phải dễ, phải hiền, phải đơn giản, bình dị, thì quý vị thành công trên con đường tu này, an lạc lắm nghe. Nó giống như những đức mà mỗi ngày mà làm trò là làm trò kia cho mấy bà cụ coi, giống như bị khùng quý vị. Mấy bà già bất cư, nó giống như bị hởm, có con bé nó học cao lắm quý vị, nó có trí thức dữ lắm luôn á, rồi nó đi học những pháp thiền đủ chuyện hết. Xong rồi mẹ nói chầu thầy, thầy cho con đi học bao nhiêu năm nay mà nó ra trường nó là tiếng Anh tiếng nước ngoài nó biết quá trời giỏi, vậy mà bây giờ nó kỳ cục thầy ô, nó khó tính, nó sân si, nó không nói chuyện, nó không cừ. Bây giờ con này mỗi ngày con nghe pháp của thầy giảng mà nó cứ chữ nó ông thầy vô duyên, nói chuyện hung dữ, cái mặt thấy ghét, nó ghét thầy dữ lắm. Mà cuối cùng con nói dữ lắm, bữa nay con mới dẫn nó đến gặp thầy. Nó bây giờ chút xíu con dẫn nó vô gặp thầy nghe thầy, lỡ nó có nói gì thầy đừng có buồn nghe. Những đức nói đâu có gì đâu buồn, nó chữ như đức là đúng rồi. Cái mặt gì đó cũng thấy ghét, mà có gì đâu mà thấy thương đâu, chữ là đúng rồi. Nó thương mới là nguy hiểm, chứ nó chữ thì cảm ơn. Đúng không? Mình nói câu với bà, thầy nghe thầy nói vậy, con cũng nhẹ, nhẹ. Vừa bước vô nó gặp như đứa con làm nè. Mình không nói gì, mình nói, Mô Phật. Hết hồn quý vị, nó nói sao kỳ chẳng chẳng. Thì mình nghinh ổng, Mô Phật. Xong rồi nó ngồi xuống mà lý luận thì ghê lắm quý vị. Lý luận thì có trí thức mà, lý luận ghê lắm. Nói giờ con hồi đó tới giờ thì cũng biết xưng con, chứ không phải xưng tao. Cũng đỡ xưng con với mình cũng ngon. Thôi kệ, xưng con thì đè đầu cỡ cổ nó cũng được rồi. Đúng không? Rồi con từ xưa giờ đi học nhiều môn đồ, biết nhiều thứ, rồi gặp nhiều quý thầy, biết rất nhiều việc. Nhưng mà con thấy Phật pháp không có kết quả, càng học càng phiền não, càng biết thì càng sân si. Nó vẫn biết điều đó, vậy nó cũng khôn rồi đó, còn được. Thấy không? Bây giờ con hỏi thầy Phật pháp lợi ích chỗ nào, thầy hãy lý giải cho con nghe cái lợi ích của Phật pháp đi, rồi con học. Những đức nói tôi đâu có không ở không đâu mà đi lý giải cho mấy người nghe. Mình gặp mấy cái màn đó mình phải trả lời vậy nghe. Tôi đâu có không đâu, tôi đâu có năn nỉ mấy người đi đến đây để tôi lý giải đâu. Tự nhiên đi đến đây tìm tôi rồi tự nhiên kêu tôi lý giải. Vậy thì bây giờ thầy nói gọn nhất, học Phật như thế nào để vui? Mẹ con nói là thầy giảng vui lắm, thầy học Phật vui lắm, thì thầy dạy con cách nào mà vui? Những đức nói khùng đi rồi vui. Giơ một phan một câu khùng đi rồi vui. Xong hỏi lại, ôi sao thầy nói kỳ vậy? Sao mà khùng đi rồi vui là sao? Những đức nói bây giờ cô cứ suy nghĩ đi, cô học bao nhiêu năm nay, cô biết bao nhiêu thầy, cô đi tu học bao nhiêu cách mà cô không có nụ cười. Cô nhìn cái thằng khùng ở ngoài đường đi, nó bận đồ gách gứ, đầu tóc bùm xùm mà sao nó cười hoài. Cô đi học bao nhiêu năm nay mà cô còn thua thằng khùng nữa. Vậy cô khùng đi rồi cô cười. Ủa sao ông thầy nói cũng đúng, sao nói mà không đúng, không đúng sao nói. Kinh khủng không? Không mà gặp mấy cái cơ đó là phải khoan quý vị, chứ không cần lý giải. Lý giải gì cho nó mệt. Xong hỏi bây giờ thầy hãy lý giải thêm một số câu nữa cho con nghe để thuyết phục con. Nói bây giờ những đức nó thật với cô, những đức đâu có ác, những đức từ bi lắm. Ủa thầy nói như là ý sao? Bây giờ những đức hỏi cô nè, cô học bao nhiêu năm nay, cô đã bỏ vô trong đó bao nhiêu thứ rồi, rồi cô gặp bao nhiêu ông thầy, cô đã bỏ vô bao nhiêu thứ rồi. Cô đã bỏ quá nhiều rồi, thần kinh cô sắp sửa đứt rồi. Nếu như những đức mà ác á, những đức bỏ thêm cái nữa là cái bực chết. Tôi đâu có ác, đừng có kêu tôi bỏ vào nữa, khùng đi. Thấy không? Lý giải rồi đó, lý giải thâm hậu đó chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Tuy là không có nói lý giải nhưng mà thật sự lý giải cho nghe đó. Bỏ vô nữa là chết. Vì sao? Vì cô là một cái tủ sách, học bao nhiêu thứ bỏ vào tủ phá lại mà không dùng được,
Nếu như cô kêu những đức lý giải tiếp tục thì không khác nào bỏ thêm cho cô để cô chết. Thôi được rồi, những đức nhìn thấy cô chỉ có hỏi như vậy thôi, cô không làm được đâu. Còn mẹ cô muốn cho cô ở chùa này để cộng tu, những đức nói bảo đảm cô không ở đây được. Xong nó nói, tại sao thầy nói cô ở không được? Nhìn cô là biết ở không được rồi, nhìn là biết dở rồi, ở không được đâu. Thua mấy cô trong chùa này. Mấy cô trong chùa này người ta vô chùa người ta học ngốc không rồi, nên ai ta cũng cười tối ngày. Còn cô thì học khôn lắm, không biết cười. Nếu kêu những đức học á, thà những đức học ngốc, chứ không có học khôn mà mỗi ngày, cái mặt cứ đơ đơ như cô. Nhìn cô thấy gớp, chọc tức nó quý vị. Tại kiêu ngạo mà, quá kiêu ngạo chọc tức, xấy vào cái tâm để chọc tức nó. Bây giờ con ở được thì sao? Những đức nó ở được thì tốt chứ sao? Chứ sao? Bây giờ tôi nói cô ở không được, mà nếu cô mà ở được thì tốt. Còn ở không được thì đi về, sao cũng được, đâu có gì đâu. Vậy mà ở tới bữa nay 7 ngày, 7 ngày ở trong chùa. Mà đúng là nó chiêu cảm cảnh giới lạ. Ở nhà tới ngày nó nặng nề, nó căng thẳng. Nó vô mấy cái đứa vui nó không chơi chung, mà nó lựa ngay cái bà mà trong chùa buồn nhất nó chơi thôi. Đúng là mình nói mày xấu số. Bao nhiêu đứa trong chùa, đứa nào nó cũng vui, quá trời vui, sao mày không chơi chung? Mày đi lựa cái đứa kỳ cục. Nó nói, nghiệp duyên nó nói, không phải lựa đâu thầy. Tại con nhỏ này nó nặng nề, nên nó gặp cái cảnh giới nặng nề. Cảnh nào, nhăn nào cảnh ấy. Nó chiêu cảm đến, thấy chưa? Nó, tại sao quý vị từng nào cũng đi đến đây? Chỉ có một cái thôi à. Quý vị vui. Ha ha, vui. Nên gặp người vui đúng không? Còn nếu như quý vị buồn, quý vị sẽ không ở trong cảnh này đâu. Thấy cừ. Cái người mà buồn họ trong cảnh vui này, họ nó nói vậy nè. Gì hả, gì cừ? Nói gì mà cũng cừ. Kỳ cục, nói tàu lao cũng cừ. Chắc đây tàu lao hết quá à. Thấy chưa, thì nó ra ngoài tuốt ngoài kia, nó ngồi ngoài gốc đa ngoài kia. Nó chơi với khỉ ngoài. Kỳ cục gì nó, ta cừ nó chưa ngồi ở đây nó cừ đâu. Mà nó ra ngoài kia nó ngồi ngoài chơi với khỉ ngoài. Con khỉ con mới đem gì. Kinh khủng không? Đó quý vị thấy không? Nhân nào cảnh nấy. Vậy đó mà cái đứa buồn nhất trong chùa hộ pháp mình cũng vui hơn nó bao nhiêu lần. Vậy mà nó vô nó ở 7 ngày sau. Hồi sáng này như Đức mới gặp, như Đức nói ô ai vậy ta. Mình nó thầy vui mà, mình nói tiếu tiếu mình chơi vui mà, nói ai vậy ta. Nó nói dạ con nè thầy, con là người chấp vắng nhà thầy bữa đó đó. Như Đức nói ô gì hả, bữa nay ở trong chùa tuần lễ sao rồi? Cái nó nói không ngờ ở trong chùa đơn giản mà vui. Mỗi ngày con đi lau chánh điện, con đi rửa chén, những việc này mẹ con ở nhà không cho con làm. Không ngờ vô chùa thầy con làm được việc này, bữa nay con vui thầy ơi. Thấy chưa? Thấy không? Trầm cảm không nói chuyện, tâm trạng nặng nề buồn phiền, có cách trị, đó là gì? Đi tìm một hoàn cảnh vui vẻ, nhiều người hoạt bát để nhập vào cảnh đó. Không phải dùng lý luận nào, không phải dùng văn tự nào để trị cái bệnh này. Chỉ có là đi gặp một hoàn cảnh tốt, một con người quan hệ vui vẻ, một con người không có những cái lý luận về danh lợi, không có đặt vấn đề gì sự nghiệp trong cuộc đời. Đến nơi đó, nhập cảnh, nhập duyên ở nơi đó, trong vòng một tháng, hai tháng, thì tức khắc bệnh này trị sọc. Thường nói tại sao mà người ta có chồng chồng người ta thương, mà mình có chồng chồng nó đánh hoài à? Khóc chi à? Không có được kết quả gì. Đừng có khóc, cự đi. Cái bà kia mới nói trời ơi, công nhận con nghe thầy vậy mà con giải quyết được vấn đề. Bao nhiêu năm nó đánh khóc hoài mà nó cũng đánh, càng khóc càng đánh. Mà từ khi nghe lời thầy không khóc thì nghĩ đánh. Ở sao nó kỳ cục. À đúng rồi, không khóc không hận thì trả nợ xong, còn khóc không dám đánh lại mà hận thì nợ trả hoài không hết. Nghe chưa? Đó, nhớ đó chị em. Nên mình mà bị chồng đánh là mình biết rồi, mình thiếu nợ mình trả.
Giống như câu chuyện Đức thường kể thấy chưa? Bị đánh quá trời mà thờ Đức Phật mà ra đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sao mà chồng con đánh con suốt? Tại vì cô đã từng đánh đó. Đời trước ổng là con ngựa, cô làm chủ ngựa, cô đánh ngựa này suốt. Vậy mà nó chuyển kiếp đời này làm chồng cô, nó đánh cô lại. Bây giờ cô đừng có quán trách gì chứ nha. Phật chỉ bây giờ dọn tất cả đồ đạc mà nó đánh được, dọn hết đi, để một cái cây quýnh ngựa để lại thôi. Cái cây quýnh ngựa, cái chổi quýnh ngựa để lại. Rồi bắt đầu là nó đi về, nó chuẩn bị đánh, đừng có chạy trốn. Mỗi bữa thì trốn, bữa nay đừng trốn. Ban ra, quỳ xuống, đưa cái chổi lên quýnh đi anh. Nhìn chăn chăn ngay nó quýnh đi, chấp nhận trả nợ mà. Phật chỉ, bà làm thiệt. Bà nói bây giờ là Phật chỉ bà làm liền. Bà bước ra, bà cầm cái chổi, bà quỳ xuống, đánh đi anh, mà cái mặt bà tội nghiệp đó. Đánh đi anh. Mặt tội nghiệp đúng không? Nhìn chăn chăn, chồng hết hồn. Hồi đó giờ đi kiếm quýnh nó không, nó trốn đầu này trốn đầu kia. Còn bữa nay mà chưa kiếm nó chứ, mà nó cầm chổi đưa cho mình quýnh rồi, trời là trời. Nhỏ này nó bị bắt trợn kỳ cục ghê. Hết hồn, sợ quá. Hỏi bữa nay sao bà kỳ vậy? Thì mới nói là Phật chỉ nghiệp quả gì gì. Bà nói cho chồng nghe. Chồng mới vừa nghe một phát, chồng bà nói thôi thôi, nếu mà tôi đánh bà thì đời sau bà đánh tôi. Rồi tôi đánh bà cứ làm tới làm lui hoài gì không có được. Thôi được rồi, từ hôm nay tôi không có đánh bà nữa. Tôi với bà quá giải cái nghiệp này đi, để cùng tu, để hướng đến giải thoát nghe. Thấy chưa? Đó, nghe không? Vừa quá giải cái nghiệp là hướng giải thoát liền. Còn bây giờ nghe, trong lòng nó bị đánh mà nó bực bội. Có nhiều bà bị đánh, mấy bà đâu có chịu thua cái tâm đâu. Tuy là mấy bà không dám nhào vô đánh lại nó, tại mấy bà biết đánh không có lợi. Lùng xỉn sao đánh. Mà nhiều bà cũng dữ lắm, lùng đánh không lại mà bao vô bà bay vô gấu. Wow á, wow, nó cao ở trên nó vỗ lộn ở bên đây, wow, nó vỗ bên kia, lộn ở bên kia vậy đó mà nhào vô. Wow, hoặc là có nhiều bà còn ác đạn nhào vô quýnh đấy, quýnh đấy, giờ nó giết tao đi, nó quýnh tao vô, nó quýnh tá lạ bên, nó tức lên nó quýnh. Thấy chưa? Bây giờ mà nghe như được dạy rồi, đừng có dạy làm cái trò kỳ cục. Hiểu không? Bây giờ thiếu nợ cái cách giả của mình là cái mặt mình đó nghe. Bình thường luôn, giống như là nó giống như vui giả bằng một cái tâm gương mặt nhẹ luôn, chứ đừng có mà quýnh đấy, quýnh tôi chết đấy. Đừng có làm vậy kia. Mình làm vậy là chả có nợ xong á, trả nợ không có xong đâu. Nó mà nhiều bà rõ ràng mấy bà đâu có chịu trả nợ đâu. Từ khi nghe những đức giảng nó mới đỡ cái tâm lại. Chứ đâu có trả nợ, nó đâu có chịu trả. Nên đờ đờ kiếp kiếp bị quýnh suốt luôn. Giống như Đức từng kể chuyện, cái câu chuyện mà cái bà đó 80 mấy tuổi vô chùa tu. Bà nói gì vậy Đức này? Bà nói con nói thiệt với thầy chứ, kể cho thầy nghe câu chuyện này để sau này thầy kể cho nhiều người nghe để quá giải cái tâm. Từ khi mà con vừa có chồng là cái bữa đầu tiên chưa động phòng là nó vỗ vô mặt một cái trước đầu tiên. Chồng con quýnh vằn mặt. Kinh khủng. Chưa động phòng mà quýnh cái trước. Tán vô mặt một cái dằn mặt đầu tiên luôn. Và chồng nó nói một câu gì nè, gì dạy con dạy lúc còn thơ đúng không, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về, nó quất vô mặt một phát. Nó chào chào dạy cái này chắc dạy kỳ cục quá, ai mà dạy mà kỳ cục quá trời, làm gì không có đúng đâu mấy ông ngu. Vậy là mình ngồi mình nói chuyện đồ này kia, cuộc đời vợ chồng gặp nhau trong cái cuộc đời này thôi, mình cố gắng đã có duyên thì mình sống với nhau, tôn trọng nhau để sống hạnh phúc. Nó từ nơi đó mà giờ ba mẹ anh thì cũng khó tính. Thôi em đã về làm vợ anh thì thôi em cũng có gì thì chiều chuộng cha mẹ già. Thì nhờ cha mẹ mới có anh thì anh cũng sẽ bù đắp cho em. Mẹ cha khó nhưng anh luôn luôn thương em, sao đâu. Rồi mai mốt thì cũng chết queo rồi đâu, sống hoài đâu. Mình nói rõ ràng cho nó nghe. Đó là mình dạy vợ chứ đâu mà chưa chứ cái bát vô mặt kỳ cục cái chợ. Không có đúng, được chưa? Nó nên từ nơi đó xong là bắt đầu từ đó về sau là quýnh suốt. Thì những đứa mới nói với bà là bà sống với ông mấy chục năm vậy mà đánh suốt luôn vậy chắc bà cũng không có khổ gì đẻ đúng không? Bà nói trời ơi thầy nó khổ hết, đánh đẻ mỗi lần đánh là nó đẻ một đứa, con cũng đẻ 8 đứa thầy, trời ơi thấy chưa, đánh mấy chục năm mà đẻ 8 đứa, vừa bị đánh mà vừa đẻ kinh khủng rồi đó.
mà bả đến nỗi mà bả già rồi, bà nói là trời ơi, chồng của con thầy ơi, thầy ổng 70 mấy 80 tuổi mà cái tâm tư của người ổng nó kinh khủng lắm thầy ơi, con già gì nè, bởi vì con không có dám gì nhà tại vì con già gì mà ổng thì ổng lớn tuổi mà ổng còn khỏe lắm thầy, con già gì mà con về là ổng đè con, nên con sợ con đâu có dám gì. Bà mai phước bà đó, mai phước kinh khủng điệt chứ. Thầy thấy chưa, gặp cái trường hợp đó, vì thấy trong cái cuộc đời này chưa, mình gặp trường hợp đó mình biết cái nợ này ghê quá, cái nợ này mà từ khi mà đến gặp là nó đòi luôn. Vậy mà gặp Phật pháp tuổi già nghe, bà vô chùa bà ở nghe quý vị, mà cái mùa dịch nghe, người ta vẫn ở chùa bình thường, vậy tự nhiên đứa con gái bà quý vị nó cũng biết Phật pháp nhưng mà cái nghiệp quan gia lạ ghê, tự nhiên nó vô nó thôi mẹ con à, bây giờ bà cũng còn khỏe thôi, giờ để con đưa mẹ con về nhà là nhà của con để mà nuôi con của con, ở nhà con rồi con làm bàn thờ cho mẹ con tu. Rồi nó nói với bà nghe lời, nó đi theo về nhà một cái nghe quý vị, 2 tháng sau quý vị biết rằng nghe, những đức nuôi bà là lên ký mập lu mà đẹp lắm mà vui lắm, vậy mà về nhà nó có 2 tháng thôi, bà vô lại quý vị mới đi gì nè. Cháu là chồng mà nói cái bà nào ấy, bà già nào mà kỳ cục mấy chú. Nó trời, cái bà với hổm con mới dẫn về 2 tháng á thầy, bà về không chứ bà bị dịch đó nhà, rồi xong bây giờ bà bị tai biến luôn rồi, bà vô bà đi bà làm nè, xong nó đưa vô vừa gặm đứa nó, thầy nói gì vậy, gì mẹ con, nói mẹ cô gì tai biến đó thầy. À, thì cô dẫn gì là tai biến, cô gắng chịu đi, cô lo đi chứ cô đem đây làm gì. Này, nhớ thầy giúp dùm thầy ơi thầy. Nó bây giờ ông bảo vẽ rồi cái đem bà về để phụ, bây giờ bà tai biến là đem cho tôi đâu có ngu. Trả lời bắt cười quá là chết. Ông người thế gian có trả lời gì đó quý vị, nói vòng vo tam quắc chi cho nó mệt thêm nữa, tình nghĩa gì nói gì mà mất công nó nặng nề, khỏi mình trả lời vậy đó. Nói bây giờ ông khỏe rồi, tôi nuôi khỏe rồi, xong rồi đem về bắt bà làm việc, rồi bây giờ bà bị tai biến rồi đem đưa cho tôi đâu có ngu. Thấy chưa, nói sao bắt đầu dựa vô cái từ bi cái này, thầy thầy phải từ bi chứ, tôi từ bi đúng nơi đúng chỗ, tôi đâu có từ bi tầm bậy, từ bi phải có trí tuệ chứ, kêu tôi bộ ngu để từ bi đâu có đâu. Tôi đã giúp rồi, tôi đã lo rồi, bảo khỏe ngon lành rồi, bây giờ tự nhiên đưa đem bả về, rồi bây giờ bả tai biến bả lết bánh. Nhìn đứa quay qua hỏi bà cô, bà cô trời sao bà cô thấy kỳ cục cái chợ, kêu hoài sao mà bả không biết gì chứ cô. Nó không biết sao mẹ con, bây giờ xong rồi tự nhiên kỳ cục à, kỳ cục kìa, đem về luôn đi. Kêu bả 3-4 tiếng, bà cô biết không, những đức nè, cuối cùng mới nghe tiếng đức làm như bà cũng nhớ lại, mắt bà làm nè. Nó thôi bà này tiêu rồi, si cà que hết biết cái gì luôn rồi. Trời ơi trời, kinh khủng chưa, mà chịu một khoảng đời cuộc đời khổ te tua, vô chùa ở đâu 1 năm mấy ngon lành, vậy mà nó đem về có 2 tháng lết ốm nhôm rồi xong luôn. Quý vị biết rằng là xong cuộc đời người luôn quý vị. Nó nên á, những đức nói với quý vị nghe, làm ăn kiếm tiền lo cho gia đình đồ này kia, đây chỉ là cái phụ trong cái cuộc đời chúng ta thôi. Còn cái chính là cái gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chính. Đến lúc lửa lên hừng hực. Thấy chưa? Nó mấy bả là cắt mấy công đoạn này lắm nè. Bây giờ những đức giảng mấy công đoạn 1 phút 3 phút á, nó mới để mấy cái trang TikTok á, cao tốc á, trang cái trang chạy cao tốc, hiểu chưa, lấy mấy cái trang mấy cái buổi đó bỏ vô đi, vớt một lần mấy chục buổi luôn cho mà bỏ lên thoải mái. Nó ai muốn lập mà cái trang nó đi nhanh ghê nha, cái nghe cái trang đó là cái trang độ chúng sanh không tu. Chúng sanh tu 1 tiếng 2 tiếng nó không nghe đâu, 1 phút nó nghe kỳ cục vậy đó. Có nhiều đứa nó lướt trên trang TikTok, nó lướt cả ngày cả đêm luôn,
mà phút mình chơi sốc một phút mình ban vô trò giảng phút kinh khủng, từ xưa chưa từng thấy giảng sư giảng một phút sao giảng, chỉ cần chậm một phát là qua một phút. Nhưng mà những đức 30 buổi dứt rẹt, một phút những đức bắt một cái ông ngồi ngay cái máy quay phim còn 10 giây nữa, đưa tay 10 giây kết luận xong tiếp tục giảng nữa, còn 10 giây đưa tay lên rẹt kết luận xong, cứ vậy mà một phút đó, lập trang TikTok đưa lên chạy tá lả âm bình. Độ những chúng sanh không tu, mình giảng sốc mới vô một cái là nghe niệm Phật được quả báo gì. TikTok mà mình chơi TikTok luôn, nó vô nó coi liền. Xong mình chơi phá thai tội gì, ghê quá, phá thai tội gì, vô con phút mà lướt ngang coi liền. Bắt hiếu với cha mẹ bị đọ ở đâu, đọ ở đâu thì vô coi. TikTok mà mình chơi sốc không mà khó giảng lắm, mới bị ô chỉ có những đức không mới giảng cái mức vậy thôi, không có đâu. Hồi xưa giờ là bị cắt thôi chứ không bao giờ mà ai mà giảng một phút hết trơn á. Bây giờ những đức giảng luôn một phút với từ 5 phút đổ lại, nên lập cái trang đó, cái trang đó là cho mạng xã hội nó vô nó coi, rồi mình gầy cho nó từ một phút đó mà vô một tiếng, gầy cho nó từ từ kéo nó vô độ sanh đa dạng, đúng không? Dùng đa dạng phương tiện để độ sanh luôn. Bởi vì nha, trong cái cõi đời này chúng ta gặp Phật pháp là may lắm, may phước lắm. Nghe mấy bà. Thấy chưa? Không, nên từ đây đó mình mừng quý vị, có khi mà gọi là khi những đức ngồi mình như thấy mừng. Mừng khi mình gặp Phật pháp. Mình mong gặp Phật pháp bây giờ mình tạo nghiệp không có làm gì. Cả cuộc đời đi tìm cái gì? Đi tìm cái gì rồi cuối cuộc đời được cái gì? Bây giờ giàu sang phú quý cả đời cuối cùng được cái gì? Được cái này hả? Được cái đó hả? Được cái đó hả? Bây giờ thí dụ đây là một cục vàng cục để nheo nhóc chứ, găng cẳng tứ nghiệp cần chết. Mình nói đi cho dễ hiểu, diễn cho dễ hiểu mà. Giờ gần chết đâu có tu. Dứt cho nè. Vàng để lại. Vợ mình nó vô nó vàng tôi bỏ tôi. Không biết tu. Dài tuần sau có thằng khác lấy vàng ra. Nè anh được vàng của chồng cũ, bây giờ cho chồng mới. Chết xuống dưới đó chưa có được siêu thoát thì vua Diêm Vương cho dẫn đến nghiệp cảnh đài. Cái này mới tê tạm. Nguyên một cái tivi bự, thiệt là bự. Vua Diêm Vương bấm ngay cái nghiệp của mình. Mình hồi mình coi, có con nhỏ mới đẻ ra, lớn lên cha mẹ thương yêu, đi học quen bạn gái, đi nhậu đi chơi, có vợ mình kia, rồi xong mình được vợ thương yêu, mình thương yêu vợ, sanh con nuôi con, rồi xong thằng mình bệnh gần chết rồi kia, lúc mình gần chết vợ mình lại nắm tay mình thì cầm vàng lên, yeah, chết queo. Rồi xong nhìn lại mấy tuần sau lúc mà mình chết, vợ mình ngay cái quan tài nó khóc quá trời. Khóc, anh ơi anh, đau bỏ em anh ơi, em muốn chết theo anh rồi anh ơi. Mà 3 tuần sau đi kiếm thằng khác. Ghê chưa? Đem vàng của mình cực khổ làm, tạo bao nhiêu cái nghiệp trước, có được cục vàng, cuối cùng gì mà đem vàng đem cho trai. Trai kinh khủng không? Mình coi xong nghe, coi xong quý vị tức. Diêm Vương ơi, cho con về chánh chiến được không? Mà về chánh mà làm gì? Con về chánh con bóp cổ. Bóp cổ vợ con, bóp cổ cái thằng lấy vợ con. Nghe chưa? Cái tâm tức tối đó đỏ. Cả đời của người ta
giàu sang phú quý không gặp Phật pháp được cái gì? Nãy gặp cái cô của kệ, cô nói cái cô đó mà đi đến chùa mà cô tu quý vị, có bầu mà cô tu luôn, ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà 2000 lại bà lễ sạch nhách luôn, bà lễ xong rồi đi đẻ luôn. Đúng là ghê thì trời trời. Cô kia kể vậy đâu, cô nói hồi xưa chưa từng thấy. Nó lễ tới ngày đi đẻ luôn, lễ xong bà mới đẻ, chứ gặp mà bà đang lễ mà bà đẻ luôn thì chẳng. Ngay cái hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm luôn chứ, chứ nó lạ dữ lắm luôn quý vị. Nhưng mà cái cô kia có nói là chồng của bà đi công việc, mà bác sĩ nói rằng là bà còn nửa tháng nó mới đẻ. Vậy bà đến chùa nó tu suốt luôn, đẻ trước nửa tháng, đẻ trước nửa tháng. Mà bà đẻ đứa bé ra 3 ký mấy, đẻ đứa bé 3 ký mấy, mà mới mấy tuần thôi mà nó lộn mèo quá trời. Ý khỏe, khỏe tay chân rồi, vũ tay vũ chân rồi mạnh á, nó lộn mèo á. Những đức nói chừng tháng nó chạy ngừng ngờ vậy. Đúng không? Nên từ nơi đó vị biết rằng vì sao mà lễ Phật, lễ Bồ Tát mà đẻ mà ra mà con dễ thương, đẹp, rồi sanh dễ không? Tại vì một là mình đủ cái sức để sanh, đủ cái hơ sức để đẻ con. Thêm cái đó là nhờ cái phước đức mà nó chuyển cái nghiệp đứa con từ trong bụng luôn. Nhờ cái phước đức mà nó chuyển đứa con từ trong bụng. Đúng là cái đứa con đến nó đòi nợ, nhưng mà nhờ cái phước đức đó, đứa con nó chuyển cái tâm đòi nợ, nó chuyển qua tâm cảm ơn. Mà khi cái chuyển qua tâm cảm ơn nó đâu có quào quấu quý vị. Mà cái nghiệp duyên đứa con quào quấu cái bụng mình đau nhiều đó là do đứa con này nó khó chịu ở trong bụng quý vị. Ở trong bụng quá khó chịu rồi, nó quào, nó quấu, nó đá, nó đạp, nó đau. Còn cái đứa con mà nó ở trong bụng nó mát, nó thích, giống như những luồng gió mà thổi vào cho nó được đó, là nhờ cái chánh khí vị tu á, mà nó cái luồng gió nó thổi vào cái cảnh giới người ta nằm ở trong đó, nó cũng có những luồng gió tốt đồ thổi vào đặc biệt lắm. Nếu như quý vị mà vui, quý vị an lạc thì cái luồng gió đó mỗi ngày ta hưởng ở trong đó, thích lắm, nó nằm im re, nó không có quậy. Còn quý vị bây giờ mang bầu, quý vị không biết tu đi, bị sân si, bị ghen với chồng, tức tối, mặt câu mâu, cào nhào, là cái đứa bé chồng nó mỗi ngày nó nóng nực khó chịu. Mà nóng nực khó chịu thì bây giờ nó dậm, nó đá, nó đạp cái bụng thì đau. Mà khi mà nó chuẩn bị đẻ ra thì nó khó chịu lắm, nó không chịu đi ra khỏi cái chỗ đó, nó kỳ cục, cái ác tâm là nó kinh vậy đó, nó không chịu ra. Nên có những người ta đẻ không được, quý thấy chưa, nó không chịu ra đó. Còn cái đứa con mà nó ngoan, nó dễ thương á, nó lúc bình thường á, nó không có làm động mẹ cái gì chứ. Nhưng mà khi đẻ đó là nó chạy ra cái dù vậy nè, ngộ ghê nha. Tại vì mỗi ngày quý vị niệm Phật, niệm Bồ Tát, quý vị lễ Phật, lễ Bồ Tát, nên nó không có bị dơ giấy mà bao quay nó lại, nó thoáng, nó sạch, nên nó chạy ra dễ. Còn cái bà mà câu mâu là nó đàm giải, nó dơ giấy, nên nó gịch lại, nó bó lại, nên đẻ hoài mà đẻ không ra, rồi nó khó chịu, nó mới đạp, nó quấu, nên đau đớn quá trời, nó bị mổ, hiểu không? Còn cái người mà ta có tu thì tự nhiên tâm trạng ta nó an lạc, nó vui quá, nên cái đứa bé nó cũng an lạc, nó vui, nên mình mới gặn nhẹ cái đó, cái toát chạy nghe. Hiểu không? Đó, nên cái bà đó, mấy cô nói lạ, đứa nó đâu đó gì đâu lạ, bà tu suốt luôn mà lễ Quan Âm mà bà lễ 2000 lại, trong khi bà sắp sửa đẻ mà lễ 2000 lại. Vừa lễ xong bữa sau mới về mới đi đẻ ngon lành. Đẻ gan nhỏ mới có mấy tuần thôi mà nó quơ tay quơ chân. Như Đức nói hàng tháng cái chuyện nó chạy ngừng ngờ bây giờ. Dí Quan Âm kỳ này mà tự nhiên nó kêu mẹ con đi lễ Quan Âm hết hồn. Được đó, chuyện đùa hả quý vị? À, giỡn đâu nghe. Cái này mình phải tin 100%, nói thì vui vui vậy đó. Nhưng mà khi một người phụ nữ mang bầu, cái quan trọng là dưỡng thai từ khi trong bụng mẹ. Đừng có sát sanh, ăn thịt chúng sanh. Ăn chay được là quý lắm. Nó ta ăn chay đó mà tu đó mà sanh trước luôn. Vậy mà đứa bé 3 ký mấy? Mà đứa bé 3 ký mấy là cũng bự đúng không vậy Thư? Chứ đâu phải bé đâu. Nó...
hỏi mấy bà đẻ chứ giờ mình hỏi bà chưa đẻ thì sao biết. Nó nên á, như những đức ngày xưa nè, là cái thứ ác ôn nè, ác ôn đến thế gian mà sau kỳ cục đi, cuối cùng đi tu. Quý vị biết rằng có những cái người, người ta đến thế gian giống như cũng không phải thiện đó quý vị, nhưng mà người ta sanh ra, người ta được làm người lại thiện. Nó có một cái nghiệp duyên gì sanh lạ, sanh kỳ, giống như trưởng lão Hư Văn. Mẹ vừa sanh ra là một cục thịt, ghê không? Trời ơi, sanh ra một cục thịt là sợ chết mồ. Mà con cầu con khẳng, bà lớn tuổi lắm rồi, hai vợ chồng không có con mà đi cầu khẳng Bồ Tát Quán Thế Âm để sanh con. Vậy mà lớn tuổi mà đi có bầu, cuối cùng có bầu rồi mà tới khi mà sanh ra, vì ồ sanh ra mà thấy cục thịt như cục thịt bò mấy thí dụ đi, sợ thấy mồ luôn. Bà vừa nhìn mới thấy cục thịt một phát thôi, mẹ chết tại chỗ luôn. Vì thế như cái cảm giác như ác ghê không? Nhưng mà cái đó là cái sự thị hiện lạ kỳ. Rồi bắt đầu là gia đình mới đem liệng như bụi tre. Vậy mà một cái vị thiền sư, ổng là bậc tu hành đắc đạo, biết bậc thánh nhân ra đời, nhưng mà chúng sanh không có biết. Thì ổng đến nơi đó, ổng lấy cái dao, ổng cắt cục thịt đó ra. Vừa cắt ra kêu quá, nghe chưa? Nói vậy từ nơi đó mà lạ chưa? À, vậy mà nuôi lớn lên sau này đi tu làm bậc thiền sư, bậc cao tăng. À, còn những đức là nó không biết cái thứ gì kỳ cục. Là mẹ những đức là kế hoạch quá gia đình rồi, là không có sanh nữa biết không? Nhưng mà mình cũng là chắc là cái dạng mà nó chui được đâu ra thì nó chui. Nó giống như bị kìm nén quá hay sao? Đã người ta kế hoạch rồi mà cũng chui vô, đúng không? Rồi bắt đầu là mẹ như đức qua mang thai. Mang thai thì bác sĩ kêu thôi bỏ đi, chứ bây giờ cái này kế hoạch quá gia đình với mổ một lần rồi. Ngày xưa cũng chưa phát triển gì mấy gì, người ta phát triển về thuốc men nhiều, không có phát triển. Thì vị biết rằng là bác sĩ nói rằng là bây giờ bỏ đi, chứ bây giờ mà sanh không được mà chừng mẹ con chết luôn. Thì mẹ như đức bà nói rằng bây giờ con thì giờ sanh 6-7 đứa, bây giờ đứa này có sanh mà có chết giờ cũng phải sanh chứ, giờ bỏ không coi không có được. Ngày xưa phụ nữ người ta không có cái quan niệm phá thai, không biết có bầu là đẻ à. Nó thì vị biết rằng là bà để có bầu vậy, rồi xong rồi từ từ bà đẻ. Nhưng mà nghe nói đẻ như đứt ra có được có 1,8 kg, là nhỏ quá đúng quý vị, quá nhỏ mà thời đó đâu có mà người ta bỏ vô lòng vô gì, người ta hấp điện hấp gì đâu, bỏ đại bỏ càng là nuôi, nuôi nghèo mà nuôi đại nuôi càng nhỏ xíu xíu mà cái mỏ nhỏ quét. Kỳ cục, nhìn xấu ê hề. Thì vị biết rằng là vậy đó, mà sau này nuôi từ từ những đứa hổn dữ lắm, cái mỏ nhọn á, chữ đó lạ âm binh. Mà hồi nhỏ nghe nói mẹ như đứa bà nói là thấy nhỏ con quá tội nghiệp, bà cho bú suốt luôn, bà đâu có cho, bà đâu có dứt sữa tới 4 tuổi mấy vẫn còn bú. Hồi xưa mẹ như đứa bà nói là cứ đi bú vú da suốt không có sữa, mà cứ chạy đi chơi là về là bắt đầu là bú vú da làm suốt vậy đó. Rồi sau này là mà cái bệnh là tối ngày ở chuồng không à, không chịu bận quần. Có một lần những đứa kia nhớ là đi vô trong đồng đi bẻ thù lù đồ ăn chơi mở chuồng không à, thì gặp cái ông em, cái ông đó tên ông em, ông cầm cái mát ông vượt. Ông vượt ông nói là mày từ hôm nay mà tao thấy mày mở chuồng là tao giết mày. Tao thiến thằng nhỏ. Ông vượt mình chạy, chào vô mình chạy, chạy chết được. Chạy về tới nhà từ đó sao mới bận quần. Kinh khủng vậy đó. Cũng là mà nó kỳ cục, mà nó hung dữ mà kinh khủng lắm kìa. Nhỏ xíu mà nó lanh, nó chữ người ta tá lả âm binh. Mà cái thứ gì nó cũng biết, kỳ cục. Trong bụng nó trời ơi, cái thằng này sao này ghê gớm lắm, kinh khủng quá. Rồi xong rồi vậy mà cái duyên 29 tuổi mới đi tu, phải không? Mà thấy lạ lạ là ngay cái chỗ là kế hoạch quá gia đình rồi mà có bầu. Nên mà từ nơi đó mà mình thấy rằng là con người đi đến thế gian này nó đều có nhân duyên quý vị à. Không giỡn đâu, sống là sống à.
Còn con người nó đến lúc chết là phải chết rồi. Nên chúng ta nghe đạo rồi, bây giờ mỗi một con người chúng ta cái tâm trạng mình á, nó thoải mái, nó không phải nặng nề với cái cuộc đời này quá. Thật sự mà nói nghe, mình có phước á, thì không cầu nó cũng đến. Mà mình không có phước, mình có đem của người ta, mình đem về nhà thì nó cũng gặp quả tai mình, dũng mới được. Vì tin rằng nhà mình á, với cái phước đó nó không cháy. Nhưng mà mình lấy của người ta không đủ cái phước để mình hưởng, mình vừa đem về nhà mình, con mình nó chép nhau chơi vậy đó. Hoặc là nhà mình tự nhiên bốc quả lên, cháy sạch nhà cửa luôn, chết người trong nhà luôn. Nó gọi là không đủ phước mà đem của về nhà, gọi là quả tai ập vào gia đình mình, tổn phước đức thì quả tai đến. Đó, ghê chưa? Nên mình là người nghe đạo rồi, tâm mình không có tham, biết đủ là thường vui à. Sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc, gia đình nghèo mà vui là được rồi. Không có quan niệm quá gì giàu sang. Trong cái cuộc đời này á, quý vị biết tu nhớ nè, nghèo thì nghèo, đừng có thiếu nợ là hạnh phúc. Đừng có thiếu nợ là hạnh phúc nhất. Có nhiều người người ta giàu lắm mà giàu lớn, nợ lớn. Giàu lớn, nợ lớn. Công ty to, nợ to. Công ty bé, nợ bé. Không có công ty, không có nợ. quý vị đơn giản đâu. Bây giờ như Đức nói quý vị nghe nè, bây giờ quý vị kiếm tiền bạc rất nhiều mà quý vị không biết tu á. Kiếm tiền nhiều nhưng nghiệp quả nhiều. Đó, kiếm tiền nhiều, nghiệp quả nhiều. Vậy tại sao người này kiếm tiền được mà nghiệp quả, mà là nghiệp quả vì sao kiếm tiền được? Hỏi ngược lại đúng không? Phước báo cái đời trước tu nó dày quá rồi, đời này tạo nghiệp đã tổn nhiều lắm mà vẫn giàu, vì phước tu quá lớn. Đúng là không nghe đạo thì mình đúng là đáng thương. Do mình tu phước cực khổ mà có được. Bây giờ mà mình tạo ra mà bằng thủ đoạn để có, quý vị thấy quý vị đáng thương không? Tổn quá nhiều rồi mà tưởng đâu là mình giỏi. Tổn quá nhiều rồi mà tưởng đâu mình thủ đoạn thì mình mới được. Tôi khôn tôi mới được, tôi khéo tôi mới được. Tôi nói chuyện như vậy khéo tôi mới được gì nè. Bậy, nó tổn một đống rồi nó mới được cái này. Nó giống như mà bỏ con tôm mà bắt con tép mà nói mừng. Đúng không? Giống bỏ nguyên một con tôm mà bắt được có con tép mà nó mừng quá. Đó là cái điều mà không tu mới thấy thiệt thòi. Không hiểu đạo là cả đời của mình mù quáng. Nó toàn là nghĩ là mình giỏi là mình giàu rồi, tầm bậy. Bao nhiêu con người ở cuộc đời này họ giỏi dữ lắm mà không có giàu đâu. Cả đời luôn làm vừa tiền vào cửa trước là lọt cửa sau hết trơn. Tiền vừa vào nhà là bệnh. Hoặc là con té gãy tay gãy chân, nó kỳ cục vậy đó. Nó mà không có phước hưởng được tiền bạc là có vào đi ra hết trơn. Nên cái người mà khôn khéo là cái người gì? Tu phước duyên. Người tu phước duyên là người khôn khéo nhất. Vì khi phước duyên nó dày rồi thì sẽ an lạc, sẽ vui. Nên mình đi về chùa mình nghe gì rồi cái tâm trạng mình nó thoải mái lắm. Nó không có cầu cái mà chưa đến với mình nặng nề gì. Nên những Đức nói cái cuộc đời những Đức bây giờ từ đây tới chết những Đức sống vui nè. Sao cũng vui chứ, thiệt. Tại mình phải sống vui là hay nhất à. Nó bây giờ tôi nói trong chùa mà ai mà buồn ai khóc gì mặc kệ họ đi, tôi phải cười. Mình cười mình còn có cơ hội mình cho người ta cười. Người ta khóc mình cũng khóc theo. Vậy ai giúp cho ai cười đây? Giống như ai cũng là người té xuống biển lụm chụm, vậy ai vớt ai lên biển? Thấy không? Bây giờ mình người ta té xuống biển, mình phải có cách mình đứng trên biển, mình kéo nó vô, mình mới là người khôn khéo. Đó, nên từ nơi đó mà mình cái phải có cái tâm trạng của mình. Nên những Đức nói trong cái cuộc đời mình là người học Phật, quý vị phải thường nuôi cái tâm trạng của mình cho nó tuyệt vời. Phải nuôi cái tâm trạng. Vừa buồn một cái là mình nói không được, mình buồn là nhiều người sẽ buồn, không được, chuyển lại liền. Như vậy thì cái cảnh giới mình chuyển rất là mau. Còn những Đức một ngày lo nhiều việc, nó buồn chứ, cũng nặng nề chứ. Nó có nhiều cái nặng nề nhưng mà nó chuyển mau, chuyển rất là mau luôn. Nó hồi sáng ở bên kia ăn cơm xong chọc cho đại chúng cười bữa. Nó buổi sáng, thấy chưa? Nó bữa đó sinh hoạt mấy bà cụ. Là chiều đó là bà cụ kia vừa mới liệm xong, mà mình đã hứa qua sinh hoạt đại chúng. Thì bên Bảo Tháp liệm xong đưa qua Đại Tùng Lâm niệm Phật bên đây. Thì bắt đầu là tập trung mấy bà cụ vô sinh hoạt. Mà mới chết mới liệm xong mà hoạt cái gì. Bây giờ mấy chú đụng đưa lên chương trình múa lăng hát. Những Đức còn bị âm hưởng mấy ngày Tết. Múa lăng với hát nhưng mà âm hưởng quá. Nên trong lòng thấy còn hơi bị ngát.
Nên những đứa nói thôi, bà cụ mới mắc, mới liệm xong, mà bà cụ này con bả nhiều quá, bên đây mà hát nó không biết nó nói cái thứ ác ôn, mẹ tôi vừa mới chết mà nó mừng, hiểu không? Tao không biết sao. Nên cuối cùng mà cho mấy bà ăn thôi, rồi cũng ly chút đỉnh, không có hát ca chứ, sinh hoạt mấy bà già bên bảo tháp. Rồi xong những đứa nói thấy mấy bà già bả ngồi mà không có vui, những đứa đứng lên những đứa diễn kịch cho bà coi, trầu ô bà cừ nửa tiếng hồ muốn le lưỡi. Thì một mình một luôn diễn cho bà cừ quá trời cừ luôn quý vị. Mình thấy không, đúng là cái người niệm Phật mình cái năng lượng nó tràn đầy sao đâu á. Rồi mỗi buổi sáng mà ăn cơm bên kia là cho mấy bà cụ bà cười bên kia ăn chặt rồi mới qua đây, thấy không? Nó cái tâm trạng người mình mà vui, mình thấy mình đem niềm vui cho người ta, không thấy chưa? Còn nếu như mà bây giờ mình nặng nề, mình gặp người một cái nghe, quý vị biết rằng mình mà không chịu nuôi cái tâm trạng buổi sáng tu thờ, buổi sáng mới nghe pháp tu thờ, rồi xong á bước ra cái gặp con là con à con, bước lại chồng gặp anh, hiểu không? Nó chồng nó hết hồn đó, trời bà này sao nay xuống phải vui gì đâu mà tôi thấy cũng ớn quá, vui ngộ ghê, nó vui mà cũng ngộ, nó ác, hiểu không? Tự nhiên thấy xong mình cái tâm trạng năng lượng mình sao nó đầy đặn ngộ vậy đó. Còn mình mà không tu mà nó ngủ thức dậy mà ngủ trễ, bắt đầu là nó nặng nề, xong cái cơm nước nấu không kịp, bắt đầu lụp chụp mà gặp con mà nó khóc một cái im miệng cho tao, im tán một cái mà chết bây giờ để tao nấu cơm, thấy chưa? Nó làm rối cả gia đình lên, rối gia đình. Còn cái tâm trạng mà nó an lạc là con nín đi, con ngồi chơi một chút để mẹ nấu cơm, nghe không? Từ tốn cái gì nó cũng lề lớp từ tốn, đúng không? Còn cái kiểu mà tâm sân si sáng tu á, con mà khóc cái nữa, đang nấu cơm lụp chụp gặp quay là im tán vô mặt bây giờ, khóc hoài, thấy không? Làm cho gia đình loạn lên. Chồng thấy cái tình trạng vợ con gì nó thấy bực bội, ra ngoài chứ uống cà phê, ngồi nhịp chân, vừa uống cà phê đi về gặp chồng đấy đi đâu à, nhà sáng lu bu chứ đi uống cà phê đi đâu, uống cà phê được không? Cà phê vợ chồng sáng sớm thôi, chưa chân mở hàng buổi sáng là gì, cửa lộn rồi, chưa xong đã là cự lộn, là tâm trạng nặng nề. Tâm trạng này nặng nề, vừa vô công ty bước vô gặp thằng bảo vệ, chị đứng đây đợi một chút đi chị, gì đem xe vô liền cho tôi, vô công việc giống liền giống chị đứng đó đi, vậy muốn kiếm chuyện phải không? Sớm thì bảo vệ xong cái là bước vô trong gặp nhân viên làm việc, hay là gặp người làm chung, toàn là gặp mặt người nào mình cũng thấy cái mặt nó kỳ cục, tại vì cái tâm trạng mình nó kỳ cục nên gặp cái mặt ai cũng kỳ cục chứ. Mà gặp người ta cười cái nó gì cử gì, giống như là mình nghĩ người ta cười mình cái gì á, người ta chọc ghẹo mình á, người ta thấy cái mặt mình, người ta cười chê mình á, tự nhiên người ta cười với mình nó cử gì, cái bà này nó vô duyên trời, cười với bà cũng sân si nữa, hay chưa? Hay thấy không, chỉ có cái buổi sáng sân si thôi mà nó gặp ai nó cũng đi tạo nghiệp, vậy làm sao quý vị thành đạt trong cuộc đời này? Còn bây giờ buổi sáng bị nghe pháp tu thờ nó an lạc rồi, tự nhiên gặp người khoan dung hết trơn, gặp một cái là ai vậy là Phật rồi, hoặc là không ai vậy là Phật đi, chào anh, chào em, ai gặp nó trời, công nhận cái chị này sao mà lúc nào tôi gặp bà tôi thấy bà vui hết trơn, bà này công nhận đặc biệt ghê, thấy không? Tao lỡ hỏi chị, tôi hỏi chị nghe, sao mà tôi lấy lúc nào chị cũng vui hay, mà tôi thấy chị có mấy đứa con vậy lo lắm, mà sao thấy chị vui quá vậy? Chị với tôi coi, có gì đâu em, niệm Phật thôi. Em muốn vui không? Muốn, chủ nhật đi theo chị. Thấy chưa? Em muốn vui không? Chủ nhật đi theo chị. Mình giảng, mình giảng đi từ từ á, có đầu tự nhiên người ta vui. Thấy không? Đó là mình độ được một người đó. Mà do hành động vui của mình mà mình độ được. Còn bây giờ quý vị đi đến chùa thường xuyên mà cứ sân si suốt à. Bây giờ đi vô chỗ làm hay đi quen biết ai, người ta nói thôi. Cái bà đó mà học Phật cái gì, tôi thấy. Tôi cũng không có học Phật đâu. Tôi nhìn cái bà đó là tôi không có học Phật. Cái sân si còn hơn cái thứ gì nữa. Mà bà kéo kiệt, đừng có nói nữa, bà tính toán từng ly từng tí. Thôi cái bà đó mà bà làm bộ đó, bà làm bộ học Phật đó, bà đó mà học Phật cái gì.
mà tôi đi đến chùa gì. Thôi thôi thôi, tôi không đi chùa đó đâu. Cái chùa đó cái ông thầy mỏ nhọn, ông hướng dẫn tầm bậy, nên cái bà này về sân si không à. Đi làm chi, không lẽ đi đến đó để sân si giống bà này. Thấy chưa, trước nhất cái là ông thầy ông nói muốn le lử luôn, về mình không chịu làm, cuối cùng ta chửi luôn thầy mỏ nhọn. Kinh khủng chưa, đúng không? Đó, nên ta nói thương người thương cả lối đi, mà ghét người ghét cả công ty họ hàng, quý vị thấy chưa. Bây giờ quý vị Phật tử phát bao bộ đồ lam lên chùa, bây giờ đi đến chùa đây tu xong về mà dễ thương thì người ta nói chưa gặp mặt ông thầy mà cũng thương thầy, tại vì mình thương Phật tử đó, thương thầy. Hoặc là Phật tử đây đi đến chùa khác mà có lễ phép đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, có phép tắc cung kính, người ta cũng quý nhân đức nữa. Còn gặp mà cái kiểu mà trời ơi đi đến đây tu suốt mà đi đến chùa khác nghinh bặt với người ta, rồi niệm ai với đạo Phật, vô chùa người ta niệm Nam Mô với đạo Phật, nói dư rồi đó. Vì dư trời, niệm ai với đạo Phật, bà niệm bà điểm kể bà, tôi niệm Nam Mô với Phật kể tôi, sao bà nói dư, hiểu không? Rồi tự nhiên cái nặng nề rồi ta nói cái lượng Phật tử này tôi biết, tôi nhìn bà này tôi biết đi đến chùa, đi chùa mà gọi là hộ pháp à, chùa Đại Tùng Lâm thầy Đức hướng dẫn này, bởi vì bà nào bà nấy nhìn ghê, đi đến đó giết và cái mỏ nhọn bị gan thầy Nhân Đức đó. Thấy chưa, nó thất bại rồi, thấy không? Nó ai học Phật theo mình, nó nghĩa là ông thầy ông nói bằng chết mồ luôn, nói một khi mà khô hơi cạn tiếng không có miếng nước uống, thấy không? Vậy đó mà về quên mất tiêu chừng, đến nói thì cười hú hí, cười quá trời, về không làm, về không làm để cho người ta chửi thầy mỏ nhọn. Người thấy chưa, nó đúng là tội nghiệp cho ông thầy. Nên từ nói vị nghe, nghe nó rất đơn giản, nhưng mà mình cái hành động học Phật của con người mình phải nhận thức. Ví dụ như một đứa bé nó nhỏ xíu xíu gì mà nó ngồi vậy, nó nghe gì nó cũng bị ảnh hưởng đó, chứ không giỡn đâu. Ảnh hưởng á, quý vị biết rằng ấy, mình mà nhìn Phật thì mặt mình từ từ cũng hao hao giống Phật, mình mà nhìn ma cái mặt mình dí cũng giống giống ma. Những đứa gặp cái cặp vợ chồng kia, những đứa nói ủa hai vợ chồng anh mà khi mà mới lấy nhau á, nhìn cái mặt hai chồng anh có giống nhau nhiều như gì không? Ông nói không, không có giống mày ạ, cặp mới cưới không có giống, sao viết sao giống hịch nhau ngồi trời. Nó tại vì vợ chồng tôi nhìn hoài viết giống, thấy chưa, vợ chồng có nhìn hoài quý vị, giống mặt nhau luôn á, mặt giống giống nhau. Nó nên từ nơi đó mà tại sao con mình mà nó giống mình, cái tần số nó từ trong bụng mình ra, rồi lúc nó mở mắt ra là nó nhìn thấy mình trước, nó thương mình quá nên nó giống mình luôn đó. Vậy thì bây giờ mình nhìn người nào mình tương đối mình từ từ mình giống người đó, nhìn Phật từ từ mình sẽ giống người giống Phật á, từ từ cái chuyển cái tướng từ từ lại, hay không? Tu từ từ nó chuyển nghiệp, mà khi mình nhìn Phật là mình phải có cái tâm cung kính á. Khi mình nhìn Phật nghe mình nó Phật trong lòng mình nó Phật đẹp quá. Phật sao từ bi quá, rồi mình vui khi nhìn thấy Phật là nó chuyển nghiệp mau lắm, xấu mà từ từ nó cũng mau đẹp nè, thấy không? Còn mình nhìn Phật mà nói Phật thấy ghét mình xấu quắc luôn, tại vì cái đức Phật quá lớn, đức Phật quá lớn mà mình đụng với cái đức đó đó, Phật không có trách mình nhưng mà mình phải tổn đức, hiểu chưa? Còn mình khen cái đức là tự nhiên mình sẽ sanh đức, còn mình trách cái đức là mình tổn đức đó. Nên một con người phước đức ta quá lớn mà mình chỉ cần chê trách, mình chỉ trích người ta là mình sẽ tổn cực kỳ lớn luôn. Người ta không có trách mình, người ta không có hại mình ngược lại, nhưng mà mình tự tổn mình. Giống như sắt ăn xét, xét ăn sắt. Đó, nên cái việc này quan trọng lắm, không dễ đâu nghe quý vị. Nên mình đi nghe đạo rồi mình hiểu. Nên cái việc mà những đức thường nhắc Phật tử á, ví dụ như gương mặt những đức á, thì mà ai mà mới coi từ xa, nhất là cắt mấy công đoạn nhỏ, nhìn sốc, nhìn mặt kỳ. Nó nhất là giảng 2 tiếng mà mấy cái đoạn mà giảng cao trào mặt sân si kênh kênh mặt, có nhiều bà bà chơi mấy đoạn đó bà cắt 2 phút bà đưa lên coi bình luận, nó chửi mình tá lả. Nó mô Phật tiêu nghiệp, thấy chưa? Không, người ta chỉ nhìn qua vậy thôi quý vị, chỉ nhìn qua vậy thôi đó. Mình giảng thì mình khác người ta, càng giảng nó càng hứng lên. Mới vô giảng thì thấy y áo đồ ngon lắm nha, ngồi đồ được lắm, nhưng mà giảng khoảng cái chừng tiếng mấy á là y nó xéo qua một bên.
Mới vô giảng thì chỉ nhẹ nhẹ mà giảng chút á. Giống như bóp cổ, mổ họng con người ta vậy. Làm thấy ghê lắm. Nhưng mà nhờ vậy mà mấy bả nghe được đó. Chứ gặp mà những đức giảng càng về sau mà nó càng dịu á, thì mấy bả ngồi dưới nghi ngã chân à. Mà nhờ mình giảng thu hút quý vị, mà giảng có lực nó mới vô thu hút. Mà có lực á, thì tự nhiên con người ta dưới nhờ, người mà mới coi mà một cái phút á, vừa vô la lên cái thì trời trời trời, sao thầy thấy ghê chở. Nhiều ông thầy khác giảng thấy nhẹ sờn mà sao, ông thầy nem vốn la thấy ghê quá đúng không. Nhưng mà người ta đâu có coi từ đầu nó thấp, nó lên từ 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 tăng lên. Mấy bả dập cái hai phút cuối ầm, ông thầy thì ghê quá, sân si quá à. Đó, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình cái gì cũng vậy chứ. Thí dụ như quý thầy mà giảng thuyết, mình đừng có nên bình luận mình có chừng mình có tội. Ví dụ như mình viết chữ A với Đạo Phật là chắc nhất, chắc nhất luôn. Nó hoặc là mình được mình tán thán, mình thấy mình phù hợp mình tán thán. Còn nếu như không được, mình thấy không vừa bụng mình, ai với Đạo Phật, mình đi bình luận chi, mình đi chửi mấy ông thầy chi, mang tội chết. Đúng không? Nên tất cả Phật tử mà nghe những đức hướng dẫn rõ ràng, cuộc đời tôi nghe, tôi nói thiệt, ai mà chửi tôi mong Phật tử đừng có chửi lại họ. Tại vì tôi đã từng chửi họ, bây giờ họ chửi cho tôi là quê. Cái vị đụng vui vị cộng nghiệp gán chịu. Nhớ nghe chàng. Trời ơi, mình tu học mình phải hiểu, tu để quá giải nghiệp chứ ai ngu gì nhào vô để mà dính nghiệp. Đó, thấy chưa? À, tự nhiên đi quý ông thầy Đức, người ta chửi thì Đức cái chữ ngược lên ta tầm bậy. Tôi trả xong món nợ rồi nhào vô đó làm chi? Nó giống như sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền, thấy không? Sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền, chó cắn không? Ông tu được lắm, chó cắn không? Chó nó bay lên nó cắn không? Người ta tình quýnh con chó. Thôi, đừng đánh chó. Mà trong khi ổng lù khù lắm, biết niệm Phật không, mà nói chuyện cà lâm nữa. Nó vậy đó. Mà người ta định quýnh con chó, ông nói thôi, đừng quýnh con chó. Đời nào tôi cắn nó đó, mà bây giờ nó cắn là tôi quề. Còn ổng gánh nước á, người ta chạy xe đạp ngang đụng cái hứ văng vô lề. Người ta nhìn, người ta thấy tội nghiệp ông thầy cũng hiền quá mà chạy xe đạp đụng ổng vậy, không nói tiếng nào chứ. Người ta lỡ tin quýnh thằng đó, ổng nói thôi, trời ơi, nghiệp chướng tôi nó nặng nề dữ lắm, để cho tôi trả đi, để tôi về cực lạc. Bây giờ nhào vô đánh nó, tôi trả không có xong món nợ. Thôi tôi vui tôi trả, tha thứ cho nó đi, tôi đã từng đụng nó dẫn vô lề, giờ nó đụng lại quề. Trời ơi, thấy không, người ta tu không có cái gì cao xa, người ta làm được cái điều vậy đó, tin sâu nhân quả đó quý vị. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị coi, bây giờ tự nhiên quý vị đưa cái buổi giảng như Đức lên mạng, từ người ta chửi tá lả âm binh, nhưng có nhiều người ta cũng khen, nhiều người ta cũng thích, nhưng mà nhiều người ta cũng chửi mặt kênh á, chửi tá lả chứ. Những Đức nói mù Phật. Hiểu không? Trả nợ. Còn quý vị nhào với quý vị nói gì? Nói gì? Thầy tôi đã nói gì? Làm được với ổng không? Nói gì? Làm chi à? Làm chi để mà cộng nghiệp chi vậy trời? Dại quá. Không, quý vị mà nghe được công đoạn này, quý vị đúng là quý vị mừng luôn. Mừng khi nghe được cái câu này luôn. Đừng có dính vô cái chuyện của ai hết trơn á. Mình là người nghe đạo, mình chỉ là người lấy đạo để dưỡng tâm. Chứ không phải là dính thân, dính cái hình ảnh để gọi đi tạo nghiệp. Tầm bậy quá. Không có ai đi hướng dẫn tầm bậy gì hết trơn. Những Đức là nói thật sự mà nói, những Đức chưa bao giờ có cái nghĩ rằng mình lôi kéo Phật tử để mà thành một cái hệ thống của mình cho đông, có đâu. Pháp môn tịnh độ nó hay, đủ duyên thì cùng tu chung thôi. Kéo làm gì? Một mình dễ đi hơn. Đi một mình đây mà không biết đi gì cực lạc sao đây, cho nó kéo nguyên một nhóm này đi. Đi cái chuyện nó rớt xuống hầm chấm hết trơn, đừng nói chuyện giỡn. Hiểu không? Nên từ nơi đó nhận Đức cái gì, cái tâm trạng Đức rất là thoải mái. Càng tu hiểu quý vị, về nhân quả mình hiểu rồi. Quý vị nhớ này, âm siêu thì dương lợi à. Quý vị thấy cái tâm trạng mình bây giờ kiểm qua chỗ này là quý vị biết quan gia trái chủ buông bớt rồi đó. Bây giờ kiểm qua mỗi một người tâm trạng của mình đi. Quý vị thường vui hay thường buồn? Nè, thường vui nhiều thì quan gia trái chủ đã xa mình hoặc gần mình mà không có đòi, là thường vui nhiều dữ lắm, không có ít bao giờ mà buồn. Còn nửa vui nửa buồn là quan gia bên cạnh có lúc thì buông, có lúc thì nắm. Hiểu chưa? Lừng chừng đó.
toàn là buồn không. Vì thì quan gia bám chắc luôn, bóp cổ mổ họng rồi còn gì nữa mà vui nổi. Nó bây giờ đi kiểm đi, giờ tất cả người ngồi trong đây đi, tự xem lại cái tâm mình đi. Nếu như quý vị thường vui, thường cười, thường có nặng nề với cái cuộc đời này, là hoàn toàn quan gia trái chủ người ta buông ra đó, người ta cùng tu với mình đi cầu giải thoát rồi. Còn có khi mà mình ngồi mà mình cứ tự nhiên, ai da, sao không biết mà cái gì đâu mà trong lòng nó buồn, gì đâu mà nó buồn, ông bà cô bác gì mà nó buồn, không biết nó buồn ở đâu mà nó sanh ra kỳ cục. Trong lòng cứ nao 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 nao, nó buồn cái gì đấy, không biết nó buồn cái gì mà phải buồn. Thì mình biết ông bà cha mẹ quán thân trái chủ đang khổ đau cùng cực luôn, hoặc là cái cảnh giới của tổ tiên ông bà mình nó đang bị đọa lạc khổ đau, mà cái tần số đó nó giao cảm làm cho mình cứ nao nao trong lòng mà buồn. Quý vị biết rằng giữa cha mẹ đời này tần số nó gần lắm. Có khi mình ở phương xa mà cha mẹ mình ở nhà bệnh đau chết, mình chưa ai báo, nhưng mà vậy mà trong lòng mình tự nhiên sao nó cứ tim đập mạnh, rồi người nó cứ cái gì đó nao nao trong lòng, nó cứ bồn chồn là mình nghi có việc gì xảy ra. Hiểu chưa? Cái đó là có sự giao cảm. Ngày xưa con người ta đi vô trong rừng sâu, vậy mà ta muốn kêu con, người ta có bạn đến, vậy mà ta cắn tay người ta mà kêu con, cắn tay mà động tâm con. Con tự nhiên tim nhói đau, biết mẹ mình có chuyện, con chạy tranh thủ về hỏi mẹ có chuyện gì mà tim con nhói đau. Người mẹ nói rằng là bạn đến thăm, mẹ không biết kêu con thì sao, cắn tay để kêu con. Quý vị thấy cái tình mẫu tử chưa? Cái đó là nó quá hiếu nên cái sự cảm thông của nó mạnh. Còn mình bây giờ quá bất hiếu thì nó bồn chồn chút thôi. Hiểu chưa? Bất hiếu quá nên nó còn chút bồn chồn. Còn nếu như mà vô tâm luôn thì không biết gì. Vô tâm luôn. Bất hiếu nghĩa là vẫn còn có hiếu. Còn nó không có hiếu gì luôn thì nó vô tâm. Vô tâm thì không có ảnh hưởng gì chứ. Đó. Nên những điều quý vị nghe đây là rõ ràng giữa con người, sống với con người, nó có một cái đường dây cảm ứng. Cảm ứng, hướng dẫn đâu. Quý vị mỗi ngày nghe những Đức chia sẻ Phật Pháp phải rõ ràng là ở nhà có tâm trạng buồn gì chút xíu cái tự nhiên Đức giảng lại ngay cái bài đó à. Là có cảm ứng với nhau, quý nhau rồi tôn trọng nhau nên có cảm ứng. Còn mấy cái người mà nó không thích nghe, nó không ưa, gặp mặt thấy ghét, sao cảm ứng? Đã không nghe mà sao cảm ứng? Hiểu không? Nó cảm ứng là cảm, là quý thích, rồi nó mới ứng lại cho mình. Còn mình không quý không thích sao mà ứng được? Muốn ứng ứng cũng được. Hiểu không? Giờ mình ngồi gì nè là cảm, rồi nghe gì rồi nó mới ứng lại. Còn bây giờ nó không chịu ngồi nghe mà kêu mình ứng. Thấy không? Đó, nên Phật Pháp nó đâu phải là cái việc đơn giản đâu. Mình phải hiểu được cái nguyên lý của cái tần số cảm ứng. Vậy thì chúng ta tu phước tu duyên, ông bà cha mẹ mình có chứ, lớn lắm. Nhất là một cái thời khóa tu gì, nhiều người đông người mà, thì nó có một cái cảm ứng đặc biệt lắm. Để mà thăng bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ mà được lợi ích. Rồi mỗi tuần mình đi đến đây mình cộng tu, quan gia trái chủ rồi những người mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi, rồi cái nơi gia đạo mình, nhiều người chết chưa siêu người ta cũng đi theo lại đây. Mà người ta mừng lắm nghe. Người ta nói là hồi đó có một bên hộ pháp cúng mỗi tuần chủ nhật, mà bữa nay thêm cái chùa mới nữa, công nhận mấy bà này đi cho tôi nhờ cái chợ. À, giỡn đâu, thêm được ngày nữa. Đó, thêm được ngày nữa. Mai mốt mà họ gia hộ mà bên Đại Tùng Lâm tiếp tục thêm ngày nữa thì họ được hưởng thêm bữa nữa. Thì thấy không? Đó, ta mừng lắm á, giỡn đâu. Nên á, mình tu hành, người chết chưa siêu được lợi, người còn sống cũng được lợi ích. Bây giờ cái cảm giác như bây giờ mình mà vui nghe, mình mà vui cái đi rồi là cái cảm giác cái người ta gặp mình ai cũng vui. Bây giờ những Đức mà vui đi, vì gặp những Đức bị vui liền à. Những Đức mà an tâm, quý vị gặp những Đức bị an tâm liền, thật sự luôn. Còn những Đức mà sân si, những Đức bước lên những Đức làm gì nè.
đi về đây làm gì chứ? Sân si mà. Thì tự nhiên ở dưới mình cũng bị phàn, không bị nặng nề liền, đúng không? Còn bây giờ những đức mà tâm trạng thoải mái vui, những đức lên nói chuyện bị cung cừ vui, đúng không? Đó, nên á, mình tu á, người chết được nhờ, người sống được lợi. Mình đi tu là nó được lợi ích gì đó. Những đức nói rằng là về cái mặt tâm linh của mỗi một con người nó quan trọng dữ lắm. Cái mặt tâm linh nó quan trọng dữ lắm. Trời ơi, thành đạt trong cuộc đời này, cái mặt tâm linh á, người ta bỏ chỗ này, người ta không biết tính chỗ này. Mà cái mặt tâm linh á, là nó nghe pháp để cởi mở tâm tư. Nó cởi mở tâm tư rồi nó mới biết niệm Phật. Thì cái tâm của mình nó thoải mái rồi bắt đầu sự nghiệp mình phát triển. Cái này quan trọng dữ lắm. Rất là quan trọng luôn. Nên tại sao mà có những người giàu mà quý vị biết rằng là họ buồn, không có vui, là do gì? Cái mặt tâm linh của họ nó bị bế tắc. Chỉ biết đi kiếm tiền không mà không biết phát triển mặt tâm linh. Khi cái mặt tâm linh họ mà không biết phát triển thì đừng có mong mà họ tồn tại lâu dài. Đó. Nên cái việc mà phát triển mặt tâm linh là cái việc cực kỳ quan trọng luôn. Nên quý vị biết một cái ngôi chùa mà mọc lên gì nè, ngoài đường đồ người ta mà chết chút siêu nó kéo nó ào ào đến. Xung quanh đây đất đai đây, ngày xưa đây là mộ đồ nhiều mà trả đất lại cho người ta, không có lấy cốt. Thì có khi người ta chưa đi. Mà bây giờ chùa này tu gì sẵn đà qua đây luôn. À, sẵn đà qua. Ví dụ như cái bữa tu đầu tiên có 100 hương linh đó nè. Để dùng. Xong về báo ở có cái chùa mới xây công nhận thì ông thầy ông giảng pháp vui thế ghê. Đến tôi nghe khoái gì đâu. Ông thầy này được mày không? Ông giảng dễ hiểu lắm. Tao lỡ tao nghe cái tao thấy tao tung tăng, tao bay lên đã gì đâu. Mà điều niệm Phật ổng tự nhiên tao niệm theo nó lướt lên, nó bay lên. Mà giống như tao được tắm mình trong cái gì mát mẻ lắm, là quang minh á. Nó không biết quang minh. Nó giống như được tắm mình cái gì mát lắm, thích lắm mày ô. Mà xong cũng đi thực mà không biến trầu nhiều luôn. Bánh trái gì tùm lum, nước ngọt đủ, tá lả âm binh. Mà mấy cô mà đến chùa tu, cô nào cũng thấy đẹp đẹp của mày ô. Hương Linh cũng biết chứ bộ. Hương Linh cũng như mình thôi. Thì nhìn đẹp nó biết đẹp, nhìn xấu nó biết xấu, hiểu không? Nó, nhưng mà Hương Linh nhìn được cái tâm quý vị. Cái tâm quý vị mà săn hẳn tu mà còn săn hẳn, tu mà còn thủ đoạn trong tâm ác. Hương Linh nói cái bà này nè, mày nhìn gì chứ bà này bà còn ác. Ác lắm. Bà là kinh lắm. Nhìn bà tu gì chứ bà tính toán thủ đoạn từng chút. Đó. Nên từ nơi đó mà họ biết hết chưa? Họ biết người sao sao. Đúng không? Rồi bắt đầu là mình cúng kiến với họ, bắt đầu họ rủ. Đi mấy bạn à, mấy bạn Hương Linh thấy mấy bạn có vớ vưởng quá, đi đến đất mỗi tuần thứ bảy nha, rồi chủ nhật đi qua anh kia tôi dẫn đi cho làm trưởng đoàn. Hương Linh cũng trưởng đoàn nữa nghe, tại nghe mình giảng làm trưởng đoàn thù thắng á, cái máy ảnh gì mà anh gầy dựng, tôi cũng thuê bạn chiếc xe cả. Ghê nghe, cảnh giới của phần người âm ta cũng có vậy nè. Nên mới cái câu nói là dương gian âm phủ đồng một lý, giữa người sống mình sao thì phần âm sống gì đó. Mà cảnh giới của người ta, ví dụ như trong một cái cây, trong một cái lá cây, mình thì nhìn nhỏ xíu nhưng cả cảnh giới trong đó của người ta rất bự. Trong một cái tàn nhang nhưng rất bự, hiểu chưa? Nên nhà mà mình ở thì người ta ở ngoài, nhưng nếu trong nhà mình ở mà nó không phát chánh khí mà nó phát tà khí thì phần âm người ta vô ở chung với mình luôn. Chứ sao? Cái phần âm á, người ta chiêu cảm lại mà cái phần âm ác á, là cái tà khí đến, là người ta chiêu cảm đến đồng. Mà khi mà cái tà khí đó ở cái nơi đó lớn quá thì cái phần ác dữ dằn nó đến, nó ở trú ẩn nó nhiều. Nên mình bước đến nơi đó mà cái dương khí mình yếu quá là mình thấy lạnh. Thấy lạnh liền, biết rồi đó. Hoặc là quý vị đi đến đâu, quý vị tự nhiên đi đến cái vùng đất, quý vị tự nhiên rợn rợn ốc lên, rợn rợn lên.
là quý vị biết ở nơi đó âm khí mạnh, nó rợn 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 người lên à, đó rợn mà rợn sợ, hiểu chưa? Còn khi mà mình tụng kinh niệm Phật mà tự nhiên nó cũng rợn ốc lên, mà cái thằng số rợn ốc lên nó cảm xúc cảm động, từ bi nổi lên, là quý vị biết cái nhân duyên gì Phật pháp vì nó quá dày. Vừa nghe lời kinh tiếng kệ đầu tiên, nghe tiếng niệm Phật mà cảm thấy trong lòng sảng khoái, vui, thích, đó là nhân duyên Phật pháp dày. Còn nếu mình đi đến đâu mà không nghe lời kinh kệ, không nghe niệm Phật, mình bước lại chỗ đó tự nhiên rợn rợn ốc, mình sợ, run, có nghĩa là tóc ré mình dựng 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 lên, à biết rồi, nơi này là phần âm mạnh quá, nó xảy cái vấn đề này. Quý vị phải nắm được nha. Thì mình phải làm sao? Mình bình tĩnh lại. Ai vậy đạo Phật, 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 ai vậy đạo Phật. Mình niệm câu Phật hiệu lên, cái chánh khí nổi lên. Mà chánh khí nó nổi lên mạnh lên, cái tà khí cũng ảnh hưởng lợi ích. Thì tự nhiên người ta không chạm đến mình nữa. Hiểu chưa? Người ta thấy cái tâm mình chánh khí không chạm đến. Còn cái tâm mình mà tà khí nó quá nặng thì cái tà khí nó áp thẳng vô mình luôn. Thì nó hút cái chánh khí, nó hút cái dương khí của mình bớt đi, người mình sẽ bệnh hoạn. Bệnh hoạn. Nên mình mỗi ngày mà phát cái tâm thiện, nó chiêu cảm cảnh giới thiện đến gần. Mỗi ngày mình phát cái tâm ác thì cái cảnh giới ác nó đến gần. Nên mình là người học đạo, mình hiểu rồi, mình phát một cái tâm thiện, tâm thiện mình phát lên rồi là tự nhiên cái cảnh giới thiện nó đến ào ào đến với mình. Vì mỗi một người chúng ta muốn cho người thân của mình ai cũng có phước đức. Người có phước đức thì người sẽ thành công trong tất cả mọi lĩnh vực. Người mà thiếu phước đức thì trước mắt mình có thấy họ thành công, họ cũng thất bại à. Nên mình thấy có những người ở thế gian, mình thấy họ thành đạt lớn dữ lắm, mà vì sao sự nghiệp của họ nó sụp đổ mau, là vì biết sao phải không? Thiếu phước đức. Đúng ra có phước đức rồi, nhưng mà do gì không tạo tiếp tục, mà chỉ có xài mà không tạo ra. Giống một ly nước, chỉ có uống mà không biết châm vào, sao có nước uống lâu dài. Nên có rất là nhiều người, tuy người ta giàu nhưng mà người ta không có tồn tại được lâu. Hoặc có những người có địa vị xã hội, có tiền bạc, nói tóm lại là họ có rất nhiều thứ mà người ta mong cầu cũng không có. Nhưng mà có khi họ lại gặp tai nạn bất ngờ ập xuống và sạch sẽ hết lên. Vì sao? Vì họ không có tạo phước đức, họ không biết đủ nên họ sẽ gặp nạn. Đa phần là không biết đủ là thế nào cũng gặp nạn à. Nên người xưa nói câu rất là hay là tham thì thâm mà. Giống như người biết đủ thì nó cứ dư lên, nó cứ tăng lên từ từ. Nhưng mà cái người mà nó không biết đủ là thế nào cũng thâm vốn liếng à. 100% luôn. Nên mình có khi có một căn nhà rồi mỗi ngày cuộc sống ổn định, cơm ăn áo bặn cũng ổn. Đó cũng là điều mừng lắm mà. Có nhiều người không được như vậy. Có nhiều người cứ nợ nần suốt. Còn mình không có thiếu nợ ai. Mình dù nhìn thấy không có giàu gì mấy, gia đình cái mình cũng không có nhà to gì, nhưng mà sống chung chung được. Rồi biết đạo, biết tu, rồi biết những điều sai quấy không dám làm, rồi những điều tốt thì nỗ lực làm. Cảm thấy đó là cái hạnh phúc lớn lắm. Thêm cái nữa, như vậy thì cũng hơn nhiều người lắm. Thí dụ như con người chúng ta nhìn cao quá thì thấy mình có khi không bằng một số người. Nhưng mà mình nhìn chung chung hay nhìn thấp một chút thì mình thấy mình cũng hơn nhiều người. Thí dụ như giờ thứ bảy vì có nhiều người chúng ta được đi đến đây mà chúng ta tu tập, nghe pháp, niệm Phật, phóng sanh cũng đi thực, thì thấy quý vị cũng là phước đức lớn quá. Nghĩa là phước đức quá lớn mới được gì, thấy không? Nhưng mà nếu như mà mình không nhìn nhận thì mình thấy cũng bình thường. Mỗi tuần thứ bảy đi, chủ nhật cứ đi bình thường. Nhưng nhiều người ta đi không được, muốn đi mà đi không được. Hoặc như nhiều người ta ở xa, người ta nghe chia sẻ Phật pháp mấy năm nay mà ta không đi đến đây được. Còn mình thì tuần nào cũng đi được thì mình thấy bình thường. Gì đâu. Đó.
Nên mình nhận thức để rồi mình thấy mình có phước. Giống như mình đến chùa cũng không có xa gì mấy. Vậy là cái duyên phước của mình nó cũng tương đối gần cái nơi mà mình có thể đến được. Còn có những người ta ở sát đây luôn á, nhưng mà người ta vẫn không qua đây á. Ở sát bên người ta vẫn không qua đâu. Tại vì sao? Vì nó không có cái nhân duyên để mà chúng ta được gặp nhau ở trong ngôi Tam Bảo. Nên như Đức từng nói rằng nếu như chúng ta thiếu phước á, chúng ta gặp bạn ác, chúng ta đi chơi bạn ác không? Nó lạ. Mà mình cũng thích đi chơi với bạn ác nữa. Còn bạn thiện mình không thích. Quý vị học Phật, quý vị để ý đi. Có những người chồng khi vợ đi học Phật họ không thích. Nghe nói vợ ăn chay họ không thích. Vợ hiền họ không thích. Mà họ phải thích vợ họ ăn chơi. Họ thích vợ họ phải tâm địa dâm dục. Họ mới thích. Họ sợ học Phật xong tâm địa người vợ giảm cái chuyện đó lại. Nó không có chịu mà thoải mái như ngày xưa. Không cho học Phật nữa. Mà lại ngăn cản chuyện học Phật. Muốn cho vợ mình phải như vậy đó. Tại vì sao? Vì thiếu phước đức. Nên có nhìn ra được cái việc mà con người nó biết điều tiết thì nó sanh phước báo, sức khỏe tốt, hạnh phúc gia đình lâu dài. Thí dụ như bây giờ người mà người ta nghe đạo đi, vợ chồng ta đến nhau người ta cũng biết điều tiết. Tại vì sao? Vì nếu như mà không điều tiết có sanh con cũng là hạt giống hư à. Tại vì hạt giống của mình nó quá yếu à. Thì bây giờ nó có sanh ra đi chăng nữa cũng là hạt giống khù khờ, nó không được nhạy bén. Còn nếu như mà cái hạt giống nó mạnh thì nó sanh ra đứa con nào chắc đứa con này. Mà có khi cũng là những đứa con mà nó làm lên sự nghiệp trong cuộc đời, ý nghĩa trong cuộc đời. Nói quý vị coi, có những gia đình ta giàu, quá trời giàu mà tại sao người ta sanh con ra. Thấy cái đứa con là người ta biết cuộc đời gia đình này tiêu. Nó không có biết một cái gì, chứ nó khù khờ, nó không biết một cái gì. Thì mình biết rằng là cái đó là do cái hạt giống nó yếu, phước thiếu, nên mới sanh ra con vậy. Nên mình cần nghe đạo để mình biết bổ túc cái phước duyên. Nó thí dụ như có những cái gia đình mà những đứa coi trên mạng, mà gia đình 4-5 đứa con luôn, đi toàn là bò không? Đi toàn là bò không? Điện giống như đi 4 chân quý vị. Đi 4 chân bò không? Từ trai tới gái đi 4 chân không? Quý vị coi đó thấy chưa? Mà người ta, có khi người ta thấy đó là việc kỳ lạ, người ta coi. Nhưng người ta đâu có biết được cái việc này phải cần nghe đạo để chuyển nghiệp. Ví dụ như những cái gia đạo vậy mà người ta niệm Phật ăn chay đi, ta làm thiện đi, người ta lánh những điều ác đi. Trong đời này của người ta, con người ta tự nhiên đứng lên đi 2 chân. Đến phước đức nó đủ rồi nó đứng lên lại. Còn nó thiếu phước đức thì nó là mang thân người, nhưng nó lại mang cái tướng của súc sanh. Tại vì nó thiếu phước, mang thân người mà tướng súc sanh. Nó có những cái tướng súc sanh mà lại mang thân người, tâm tư của người có mà. Nên cái phước duyên trong lục đạo luân hồi này nó lạ lắm, rất là kỳ lạ. Nên mình học Phật đó, nên Đức Phật mới dạy mình là tin sâu nhân quả là cái nguyên lý gì đó. Chỉ cần tin sâu nhân quả là mình hiểu. Thí dụ như gia đạo mình từng đời nó cứ là như thế nào, ung thư chết yểu. Nó từng đời chịu luôn ung thư chết yểu, cứ làm hoài vậy đó. Thì mình biết được cái việc ung thư chết yểu là cái gia đạo này sát sanh nhiều. Còn nếu đời này chưa sát sanh nhiều thì đời trước sát sanh nhiều. Phật đã dạy mà sát sanh thì đỏ mạng. Nên cái gia đạo chết yểu là cái gia đạo sát sanh nhiều. Vậy thì muốn mà hóa giải cái gia đạo chết yểu thì phải làm sao? Ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, biết tu hành, biết bố thí cúng dường, thì nó chuyển cái nghiệp của gia đạo mà bị ung thư mỗi đời, chết yểu mỗi đời. Nó có cách đó chứ, chứ không phải có cách đâu. Mình đi chùa, mình có khi mình nghe được nhiều cái mà mình có thể áp dụng, mình chuyển xây cái cuộc đời khổ đau của mình được, không có giỡn đâu. Chính bản thân những đức học Phật, những đức thấy chuyển thay xây cái số mạng như đức rõ ràng. Học Phật mà thay đổi số mạng. Nên cái câu để là niệm Phật cảm ứng. Thật sự niệm Phật có cảm ứng như lắm. Như chùa mình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà 4 lần mà phải hỏi mình tổ chức cái qua trước Tết. Nên chưa tới Tết, năm trước.
Thì vị biết rằng là cứ là trước ngày mưa, quá trời mưa luôn, còn ngày cuối cùng cũng mưa nữa. Vậy đó mà vô lễ với ông Âm không có mưa, 4 ngày không có mưa, rồi thêm ngày nữa không mưa là tổ chức rồi, rồi thêm 1 ngày nữa để cho mình dọn dẹp đàng hoàng hết, dọn dẹp xong rồi mưa. Anh niệm Phật, niệm Bồ Tát cảm ứng đúng không? Mà người ta đến ào 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 thì 4 ngày đó mà như Đức Thường nói là mát cũng như Đà Lạt vậy, mát mát vô cùng, mà như Đức chọn công nhận cái từ trường gì đâu mà sao đặc biệt dữ vậy ta, đâu phải lúc nào cũng được cái từ trường đặc biệt mà mát gì đâu. Chùa mình với hộ pháp đồ này kia mấy điểm chùa thì cái từ trường niệm Phật thì cũng tốt vậy lắm đó, nhưng mà nó không bằng 4 ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm cái lần mình tổ chức. Nên kỳ này mà gọi là 4 ngày tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm á, mà ai mà chần chừ mà không đi là quý vị thiếu phước á. Có cơ hội tu phước tu duyên mà chần chừ, cả đời của người người ta làm bao nhiêu việc ác thì không chần chừ đâu, chỉ có kiếm một số tiền rồi không cầm theo được khi cuối của đời, nhưng mà lại chần chừ. Còn cái việc có cơ hội tu phước tu duyên mà chần chừ, chuyện này lạ nha, lạ thiệt luôn, hiểu không? Nó nên quý vị kiểm qua cái phước duyên quý vị dư hay là vừa đủ hay là thiếu, thì vị sẽ biết qua 4 ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm này. Nếu như mà cái phước quý vị nó dư quá thì quý vị sẽ bây giờ chưa đi đó mà trong lòng đây 100% đi là phước dư. Phước nó dư quá nên tâm quyết nó mạnh, quá mạnh. Còn phước nó mà chung chung thì nói à thì tới bữa đó thì đi thôi. Nên nó chung chung nó làm vậy đó. Còn phước mà thiếu thì nói thôi đi được thì đi, đi được thì thôi. Đó. À, nó nói 5 năm là nó thiếu rồi đó quý vị. Còn nếu mà không có phước luôn nó trở lại chỉ cho nó mỏi chân. 4 ngày ở nhà làm kiếm tiền còn ngon, đi lại làm chi mà đi về sủi 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 cái chân cẳng, đau chân đau cẳng mệt thiết ghê không? Đó, nên quý vị biết rằng 4 ngày lễ Bồ Tát tu hành, thí dụ như giờ lỡ chân mình hơi đau một chút, nhưng quý vị có biết được rằng là cái thời gian tới quý vị sẽ gặp một tai nạn cực kỳ lớn mà nhờ 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đó, mà nó đã quá giải bớt cái tai nạn mà sắp sửa đến trong cuộc đời mình đó. Đó, có nghĩa là nghiệp nặng nó chuyển thành nhẹ rồi đó. Rồi nó chuyển qua đau chân một chút, đau chân một chút với gãy chân quý vị tính đi, chọn đi, chọn đau chân một chút. Trời ơi, tu hành là chắc chắn là phải có sự chuyển hóa. Tu hành 4 ngày xuyên suốt trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, một ngày một đêm ở cái cõi Ta Bà này mà tu nghiêm túc là bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Vậy mà 4 ngày 4 đêm mà nghiêm túc tu thì bằng 400 năm ở thế giới Cực Lạc thì sao tu? Bây giờ quý vị bây giờ không biết tính, bây giờ cũng tính ra được. Trời ơi, cái lời này nó lời dữ lắm. Mấy bà tối ngày làm ăn mấy bà tính quá trời luôn à. Mua nãy chuối 2.000 mấy bà bán 20.000 bà tính thấy ghê. Sao mấy bà không tính cái chuyện mà bây giờ một ngày một đêm ở cõi Ta Bà tu bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc, sao mấy bà không tính chỗ này á? Những đức nói nếu như mà mấy cái bà bán cá ngoài chợ đồ, bán đồ đồ mà tính được cái chỗ này chắc mấy bà vô đây bà lại Quan Âm 4 ngày. Được 400 năm tu ở thế giới Cực Lạc thì cái phước nó trả lại cho cái gia đạo của mình nó đặc biệt tốt đẹp vô cùng. Đó. Rồi nhiều người mà mang nghiệp phá thai á, mình cũng dựa vào ngày đó để mình cầu siêu cho các cháu. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai muốn cười thì ngày thứ 7 chủ nhật đến đây. Đó. Đó, lại hưởng được sự an vui hạnh phúc nữa quý vị, tuyệt vời. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Chúng ta mỗi tuần thứ bảy đến ngôi chùa mới gần bên Đại Tùng Lâm đây, chúng ta cộng tu giống như ngày Chủ Nhật bên Hậu Pháp. Quý vị về đây chúng ta được niệm Phật, được nghe chia sẻ Phật Pháp, được lễ Phật, rồi phóng sanh cúng thí thực. Cái công đức này rất là lớn, nên chúng ta rất là biết ơn Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Năm nay ngài cũng 82 tuổi, mùng 10 tới đây tổ chức mừng thọ cho Hòa Thượng, nên rất là biết ơn Hòa Thượng đã xây chùa, nên mình mới có cái chỗ mình về đây mình tu tập. Mình muốn tu, nhưng nếu như không có ngôi chùa gì thì ngồi ngoài sân cũng không được, nắng quá. Ở khi ngồi tầm bậy cái trường công an nó bắt hết. Nên chúng ta nhờ có ngôi chùa, có cái điểm gì mà mình đến mình tu được. Nên cái ơn của Hòa Thượng rất là lớn, nên mình rất biết ơn Hòa Thượng. Nên khi tu tập xong, mình nguyện hồi hướng công đức cầu an cho Hòa Thượng, cho ngài có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị luôn luôn có sức khỏe, điều pháp Bồ Đề Tâm, niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, điều pháp Bồ Đề Tâm, niệm Phật, để vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma A Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tây như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tự chúng ngà kim tây như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, thập phương nhất tiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lẫn ta bà ha, an một lục lẫn ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà về gia hồng, an ngã ngã nắng tam bà nhật gia hồng, tam bà ba việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ,
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Mình nghe được Phật Pháp nên mình nương vào cái hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát, phát tâm từ bi, mình biết ăn chay trường và biết phóng sanh. Nên từ khi nghe Phật Pháp, chúng ta dù một con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết. Ngày xưa còn mua thuốc xịt muỗi hay là giết kiến hay diệt chuột này kia đủ cách. Nhưng bây giờ mình biết đó là cái nghiệp sát không có tốt. Tại vì tất cả chúng sanh đều muốn sống cũng như mình muốn sống. Vì nó khổ, nó đói khát nên nó tìm kiếm, nó kiếm ăn, nó sống. Nếu như mình giết nó thì mình mang tội sát sanh. Đức Phật dạy là tứ sanh phụ mẫu. Nên tất cả chúng ta nghe đạo phát tâm ăn chay từ từ, rồi bắt đầu mình ăn chay trường luôn. Điều đó rất là tốt. Có nhiều người không hiểu, nghĩ rằng ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Những đức thấy rằng là ăn chay rất là tốt. Như bản thân những đức ăn chay mà mập được 20 mấy ký. Và nhiều người trong chùa mình, phần nhiều ai ăn chay cũng mập. Như các cô trong chùa mình có nhiều cô mà 78, 79 ký. Thì mình thấy rằng là ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng. Mà nó rất khỏe, rất là tốt, rồi sắc diện cũng tốt, hồng hào. Chứ không có phải là ốm o gầy mòn gì đâu. Nên chúng ta nên phát tâm ăn chay trường. Khi ăn chay trường phóng sanh thì cái tâm trạng của người mình nó nhẹ nhàng lắm. Nên những người bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia đó, là mình biết đây là cái nghiệp sát mình tạo nên bây giờ mình bị bệnh hoạn eo ọt khó nuôi. Nên khi quý vị bị bệnh hoạn này kia mà quý vị phát tâm ăn chay trường phóng sanh, hoặc đi đến đây những ngày cộng tu thứ bảy chủ nhật bên hộ pháp, quý vị sẽ thấy tâm trạng mình rất thoải mái an lạc, biết đâu nó có thể chuyển nghiệp và hết bệnh. Còn nếu thọ mạng mình đến thì nhờ cái công đức niệm Phật mà giúp cho mình hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc về, đó là một quốc độ an vui tự tại. Nên hôm nay chúng ta chương trình xong, chúng ta có cái lễ phóng sanh. Mình vừa đọc tam quy y cho những chúng sanh này, rồi xong mình thả ra. Tất cả những chúng sanh này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được ở trong ngôi Tam Bảo nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ báo thân này, nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ vui vẻ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật,
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị dùng cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.